Nghe nói là đây khám hay lắm á. Ông thầy này cao tay lắm. Tôi nhức cái giò quá. Ở gần sớm tôi, ông thầy này cao tay lắm. Ông thầy này á, ông tốt thiệt á. Cho thuốc hay mà còn tử tế nữa. Không có vẻ mà ăn tiền người ta đâu nghe. Vậy mới là vinh y. Thuốc ông uống mà ông khỏi á thì không ai trị khỏi hết. Nhiều khi á, bệnh nhân nghèo quá, ông khám không có lấy tiền luôn á. Vừa giỏi mà vừa tốt bụng nữa. Vậy mới đông vậy nè. Thì nghe danh thầy nè, tôi từ miệt ngoài á mà vô tới đây hút thuốc đó. Ông hay thiệt. Thuốc hay lắm đó. Tôi cũng vậy, cũng nghe tiếng của danh y. Thuốc hôm bữa thầy cho hay lắm. Về uống mấy thang là hết. Bệnh này uống 2 ngày là hết không thầy? Không ấy, thầy hốt thuốc nào tốt hơn. Có mắc tiền xíu cũng không sao đâu thầy. Bệnh của cậu á là phải trị từ từ. Nhớ uống thuốc đều đặn, đừng có nôn nóng nha. Nếu thấy đỡ á, vẫn phải uống đủ thang đủ liều. Chứ nếu mà ngưng á, nếu bỏ lỡ như vậy á, thì bệnh tình lại càng khó trị hơn lắm nha. Bệnh này mà không hút thuốc á thì cứ nằm hoài à, không có mần ăn được gì hết. Thì tôi nói vậy đó. Tôi cho đúng bài đúng bệnh rồi đó. Cứ về sắc uống kiên trì thì sẽ khỏi nha. Dạ. Bệnh tình của chú uống vài thang thuốc sẽ khỏi. Nhớ ngủ sớm nha. Chắc là suy nghĩ nhiều lắm đây. Thầy xem hốt thuốc cho tôi đi thầy. Dạo này tôi thấy mệt mỏi quá. Bà lấy cho chú đây một ít cam thảo với một ít thuốc dưỡng tâm nha. Để cho chú về uống cho khỏe. Dạ, chú qua đây ngồi chờ lấy thuốc nha. Đi sốt nặng lắm đó nha. Dạ. Lấy cho cậu ta thang thuốc cảm mạo đi. Dạ. Dạ, cầm về sắc uống sẽ hết nha. Dạ, cảm ơn. Dạ thưa thầy, có nhiều thuốc sắp hết rồi đó thầy. Như là kỷ tử, bạch phục linh, mộc hoa, ngải cứu. Món nào mà tự hái phơi sao được thì con làm. Còn nhiều thì con đặt luôn nha thầy. Sắp rành rồi đó nghe. Giỏi. Giỏi. Giỏi gì đâu. Giỏi là khi nào mà chữa bệnh được như thầy á. Khách tới nhà đông quá trời đông luôn. Thầy, chừng nào thầy cho con khám bệnh vậy thầy? Cứ trì trí đi vài năm để nắm hết các mặt thuốc cái đã. Còn trị bệnh á, thì phải lâu hơn. Con phải tập quan sát, đoán bệnh thì mới có thể tập thăm khám bệnh được. Biết chừng nào hả con mới trở thành danh y giống như thầy? Lúc đó hả, người bệnh tới đầy nhà, tha hồ mà hốt bạc. Mình nói để thu xếp rồi tôi về với mình, mà sao cứ lần lửa hoài à. Tôi buồn lắm. Kỳ này mà không được nữa chắc tôi phải đi làm ăn xa cho đỡ buồn. Đi làm ăn xa là mình đi đâu vậy? Tôi chưa biết. Tình duyên không đặng, mình đi đâu mà không được. Càng xa thì càng tốt cho đỡ nguôi ngoai. Hay là tại mình còn vương vấn với cái lão đó. Chắc mình nghĩ tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay mà chồng mình á biết chăm lo cho mình chứ gì. Chăm lo thì có chăm lo đó, nhưng mà tôi nói thiệt với mình á là tôi chán lắm luôn rồi. Tôi chỉ có tình cảm với mình thôi à. Mình thủng thẳng cho tôi thời gian nha. Nói như vậy không biết tới chừng nào. Tôi không thấy tương lai gì hết. Chẳng thà dứt một lần. Thôi được rồi, ráng ráng cho tôi 1 tuần nữa thôi. Nha.
một tuần. Sao kịp? Cái tên đó rồi cũng dằn dai, năn nỉ nữa. Thì lần này phải làm sao cho hết dằn dai. Làm sao? Mình có cách hả? Mình đi đâu mới về vậy? Cơm nước tôi đã nấu xong hết trơn rồi. Mình vô nhà rửa tay rửa mặt, nghỉ ngơi cho khỏe, rồi tôi dọn cơm cho mình ăn nghe. Không ăn. Mình sao vậy? Mình bị bệnh hả? Mệt quá. Sao cứ lại nhảy hoài vậy? Đã biết rồi sao còn hỏi? Biết á, là người ta đi với ai. Biết á, là người ta sai cơm, sai tình. Sao vậy? Sao cứ làm bộ hoài vậy? Không có buông tha cho người ta đi. Mình à, dù gì vợ chồng mình cũng đầu ấp tay gối mấy chục năm nay rồi. Tôi lại ông mấy cái câu xưa cũ rích đó rồi á, không ai muốn nghe đâu nha. Mình gì vậy? Giở trò gì nữa vậy? Nè, diễn hoài không biết mệt hay sao vậy? Mình ơi, sao tự nhiên tôi thấy chóng mặt quá. Chắc sáng giờ tôi dặn nắng ngoài đồng mới bị cảm mạo. Thôi mình đừng lo, mình vô thay đồ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi vô nằm một lát là tôi khỏe rồi. Cảm ơn. Dở trò, nằm một đống để khỏi đi làm chứ gì. Trời đất ơi, sao người ổng lạnh ngắt vậy trời? Cô ơi, cô muốn khám bệnh hay gì vậy? Thầy, tôi muốn nhờ thầy giúp một việc. Nhiều tôi cũng trả hết á. Coi bộ có ai bệnh nan y hả? Hay cái gì? Tôi thấy bà khỏe mạnh mà, có bệnh chỗ nào đâu. Chỗ này nè thầy, héo hắt, kéo dài, còn hơn nan y nữa. Chỉ còn một cách cứu sống tôi thôi. Thầy ơi, thầy làm ơn giải thoát cho tôi đi thầy. Là chị muốn... Thầy, thầy giúp tôi giải thoát khỏi cái lão chồng đáng ghét đó, cho nó chết luôn đi. Thím, vợ chồng tôi lục đục bao nhiêu lâu nay, chắc là thầy cũng có nghe phải không? Không có gì khổ bằng hết tình rồi mà vẫn phải chịu đựng nhau. Thầy nghĩ thử coi, không lẽ tôi phải sống với cái lão đó tới chết hay sao? Cho nên là dứt cho rồi. Nhưng mà chị à, tôi là thầy thuốc, công việc của tôi là cứu người. Tôi biết. Bây giờ á, thầy cứ cho thuốc thôi, còn cái việc cho uống á là của tôi. Tội giả tôi chịu cho. Sao thầy, được không? Không được, không bao giờ. Dễ ợt à. Làm vậy, thằng Chả đang cảm mạo, giật giả bên nhà tôi đó. Không chừng á,
cũng sắp đi đất luôn rồi đó. Bây giờ thầy cho một thang thuốc. Thuốc gì mà chả uống xong rồi đi luôn, khỏi ngồi dậy nữa. Dậy đi cho em xui. Sao thầy? Thầy không làm cho nhờ người khác à? Thím tính à, thím suy nghĩ lại đi. Dù sao đi nữa thì hai người cũng đã... Thôi, tôi không có qua đây nghe thầy thuyết pháp đâu. Giờ thầy làm không? Không bao giờ. Tôi không thể nào làm cái chuyện thất đức như vậy được. Ủa, mụ tính quan chi vậy mình? Thầy à, cô thấy cô tính cô dội lắm đó thầy. Con hỏi cô không trả lời. Bộ có ai bệnh hay sao thầy? Không có chi. Thím ấy qua nhờ sắc thuốc bổ vậy thôi. Thuốc bổ? Ừ. Cho ai mình? Cho chồng hay là cho nhân tình? Cái bà này thiệt là hết thuốc chữa. Ừ, chuyện như người kia coi bộ không dứt nổi rồi. Dứt cái nổi gì? Có muốn dứt ông chồng thì có. Thiệt là tội nghiệp. Chưa từng thấy ông chồng nào thấy vợ ngoại tình sờ sờ trước mắt vậy đó, mà vẫn một tiếng mình, hai tiếng mình, chăm bẩm như tiên à. Nghe nói ông chồng bị bệnh nặng lắm đó nghe. Phải bệnh thôi. Chắc là ông đau lòng lắm. Ờ, à, mà mình có chắc là ông bệnh không? Hay là cái cặp gian phu dâm phụ đó tìm cách hại ổng để nhổ cái gai trước mắt? Cái thứ đàn bà hư hỏng đó dám lắm à. Thầy. Ừ. Nếu mà bệnh mà uống thuốc bổ mình hết á, thầy, thầy cho con theo để con bốc thuốc, con khám bệnh cho người ta nha thầy. Chuyện này thôi, để dịp khác đi. Con ra đảo thuốc cho thầy đi. Dạ. Mình. Ừ. Bộ mình tính hốt thuốc bổ cho con mụ đó chăm nhân tình thiệt sao? Thì thím ấy nói là ông chồng đang bị bệnh nặng lắm. Trước tiên tôi muốn tương kế tự kế cứu ổng trước, để giúp cho ổng khỏi bệnh trước đã, rồi có thời gian để từ từ tính tiếp. Ừ. Giọng vậy đời này nọ mắc mệt à. Mà bây giờ không nhờ ổng thì biết nhờ ai đây? Nhờ nhiều người quá, lộ ra thì chết mình. Chào thím. Thầy... suy nghĩ cho kỹ thì tôi cũng thông cảm cho chị đó, mà cũng thương cho ảnh nữa. Sống mà phải chịu đựng nhau như vậy thì quá mệt mỏi. Cho nên thôi thì cứ để cho ảnh đi cho nhẹ nhàng đi. Dạ, thầy nghĩ đúng lắm. Vậy thang thuốc này, trong này toàn là dị cực độc không đó. Sắc rồi để nguội cho ổng uống,
chỉ cần một chén duy nhất thôi. Dạ, đội ơn thầy đã nghĩ cho tôi. Nói truyền hết nghề mà giấu cứ như là mèo giấu cứt. Thời gian tới hả, tôi mà giữ nghề rồi hả, tôi ra tôi mở tiệm riêng cho ông coi. Xong chuyện tôi sẽ gửi đủ tiền cho thầy, thầy đừng có lo. Trời, thôi kệ, vậy cho nó dễ uống, ổng sẽ không có nghi ngờ. Bây giờ chỉ việc để chén thuốc cho nguội rồi đưa cho ổng uống, vậy là xong. Mình ơi, vậy uống chén thuốc cho khỏe nha. Tôi biết mình còn thương tôi mà. Từ nay vợ chồng mình bỏ qua hết tất cả đi. Từ giờ sống vui vẻ hạnh phúc thôi, được không mình? Mình uống thuốc cho mau khỏi bệnh đi, rồi mọi chuyện tính sao. Nói nhiều quá sẽ mệt đó. Uống liền nha mình. Uống hết luôn đi mình. Uống đi, phải uống liền mới mau khỏe. Uống hết luôn mình, uống hết luôn. Mình thấy khỏe chưa? Sao? Nè nè, ông biết cái gì chưa? Chuyện gì? Chồng bà Tính chết rồi. Ai chết? Chồng bà Tính. Ủa gì kỳ vậy?
mới thấy ông còn sống nhăn đó mà. Ai biết được sống nay chết mai đó mà. Rồi bây giờ tôi đi ra chợ tôi mua một ít đồ tôi qua cúng ổng nè. Ông á coi chuẩn bị qua bển cúng ổng đi nha. Tôi đi à. Rõ ràng là mình thấy chính tay thầy đã cầm thuốc tới nhà của ông Tính. Không lẽ nào? Như vậy là cơ hội của mình tới rồi. Thầy ơi! Thầy ơi thầy! Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy ơi! À, có chuyện gì từ từ nói. Nè, có phải cho uống thuốc rồi mà chưa thấy gì phải không? Dạ không phải, là nè, cũng có thể là do cơ địa của mỗi người thôi. Nếu như mà sức của ông khỏe thì có lẽ... Không phải, thuốc vô cùng hiệu nghiệm thầy ơi. Thím nói sao? Tôi muốn nói với thầy là tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Trời ơi, thuốc của thầy cho vô cùng hiệu nghiệm. Mới vừa uống cạn chén là ông xui bọt mép, lăn đùng ra chết liền ngay tức thì luôn thầy. Cái gì? Thím nói là ông chết rồi. Đúng rồi, chết rồi. Nhờ thuốc của thầy cho đó. Trời ơi, ai ngờ thầy cứu người cũng giỏi mà giết người cũng giỏi luôn. Ở đây, 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 quên. Đây, 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 trả công cho thầy, trả công cho thầy. Không, không thể nào như vậy được. Không thể nào. Thầy không tin á, thầy qua nhà tôi coi kìa. Trời ơi. Ủa, chứ bộ thầy không có tin cái tay nghề của mình giỏi vậy luôn á hả? À, thôi thôi, tôi hiểu rồi. Chắc tại đó giờ chưa có ai đặt thầy giết người đúng không? Bà cái gì? Gì vậy? Là sao? Tiền công, tiền công. Bà, đi ra khỏi nhà tôi. Đem cái tiền tội lỗi của bà đi về luôn. Đi. Ủa, thầy sao vậy? Ham tiền nhận làm cho đã rồi giờ hối hận hả? Tiền hậu bất nhất, thầy chê thôi, tôi đỡ tốn. Nhưng mà nè, dù sao á, thầy cũng là đồng lõa với tôi đó nha. Thầy đừng có hở cái miệng ra là cả hai cùng chết đó. Nghe thầy. Đi. Ủa, chuyện gì vậy mình? Mình gì mà bà Tính nó qua đây nói mình đồng lõa làm sao vậy? Mình ơi mình, mình chạy qua nhà mụ ta coi coi chồng của mụ ta chết chưa mình. Đi. Hả? Giúp giúp chết đi. Làm sao mà chết được? Ý của mình là cái thang thuốc mình cho. Không thể nào. Bữa đó rõ ràng tôi thấy mình kê hoài sơn và thuốc bổ không mà. Cái mụ đó giết chồng xong rồi gài mình thì có. Mình đi lẹ đi. Đi đi. À, thôi thôi thôi. Để tôi đi cho. Qua bển coi thử coi ra sao. Mình. Mình ơi. Mình. Thôi. Thầy ơi thầy. Có chuyện gì vậy cô? Con vừa mới nghe người ta nói á, chồng bà Chính lăn đùng đã chết rồi. Mà con nhớ hôm bữa chính tay thầy bốc thuốc cho ông uống rồi mà. Có khi nào thầy bốc lộn thuốc không cô? Có chuyện lớn rồi. Chắc ông khó sống quá. Có gì nào lạ đâu. Thầy cho nhiêu sắc nhiêu, tôi đâu có bỏ gì thêm vô đâu mà lạ chứ không lạ. Ôi mà thôi, người chết thì cũng đã chết rồi. Thầy cứ về đi, tôi sẽ đem chôn liền, để thiên hạ khỏi dòm ngó nhé. Không có sao đâu. Tôi không nói, thầy không nói, không ai biết đâu sợ. Không thể nào. Không thể nào. Ông này lạ vậy. Thầy nói vậy là sao thầy?
Sao tự dưng cái thầy đuổi con vậy? Ta không có đuổi con. Chỉ là bây giờ trong người ta bãi hoài, tay chân nhấc lên không nổi. Ta tạm ngưng nghề thuốc. Con kiếm việc gì làm đi, hoặc kiếm thầy khác mà theo. Trên đời này thiếu gì thầy giỏi hơn ta. Ông à, còn biết bao nhiêu người trông vô ông mà. Phải đó. Với lại thầy đã hứa là sẽ dạy cho con tới khi nào ra nghề thì thôi. Rồi bây giờ tự nhiên cái thầy ngưng ngang như vậy, rồi con biết học ai? Ý ta đã quyết. Bà, bà treo cho tôi bản bố cáo ngưng khám chữa bệnh. Phất lên thôi chứ. Ê Chu, mày trị sao mà con mắt tao nó mờ con? Bữa nay nó mờ luôn con bên này luôn rồi nè. Trị bệnh gì kỳ cục vậy? Trời đất ơi, khám vậy hả? Thiệt tình, mày không biết khám thì thôi, trâu lành nè, thành trâu què rồi nè. Có bữa hả, chết người luôn đó nghe. Bây giờ tính sao? Tính sao là tính sao? Tôi bốc thuốc cho bà đúng. Ai biết bà gì bà tra thuốc có đúng hay không hả? Trời ơi, giờ tự nhiên tới đây hỏi tôi tính sao là sao? Ai biết tính sao? Thiệt tình. Mà nè, sau khi không ông Lan Đạo á, ông nghĩ vậy? Thầy trò chắc phải biết chứ ha. Thiệt tình, ổng á, ổng mà trị á, thì thiệt là hay đó nghe. Ai như trị cà giật như mày vậy? Tôi không có rành cái chuyện đó, nhưng mà tôi biết chắc chắn là có liên quan tới chồng bà Tính. Ôi vậy hả? Bà tới bà hốt thuốc cho ông chồng về uống. Uống xong ông Tính lăn ra chết queo luôn. Trời, từ đó ông nghỉ luôn. Ghê vậy. Ừ. Làm nghề này ai mà không có lúc sai sót. Nhưng dù sao á, ông cũng có tay nghề tốt hơn mày. Tao nghe ở xóm này sầm xì không có dám vô đây trị. Tại vì mày không có nghề, tao không có tin. Cho nên bây giờ con mắt tao nó ra vậy nè, tao tin rồi. Ủa, tự bà tới đây chứ đâu có ai mời bà tới đâu hả? Thôi bây giờ bà xong rồi, bà đi về đi, đi về đi. Trời trời, đồ cái thư lan băm. Tôi có làm chết ai đâu mà nói tôi lan băm. Mới bị liệt có vài người à, bà bị mờ mắt là hên lắm rồi đó. Mình à, Mình, bà chính cuối xóm qua thằng Chu trị con mắt bên trái mà nó làm một hồi cái bà muốn mù hết hai con luôn rồi kìa. Mình để vậy sao mình? Kệ nó, nó muốn làm gì nó làm, đâu phải chuyện của tôi. Mà đâu phải chỉ có mình bả đâu, mấy người nói với tôi rồi đó, nhẹ nó làm cho nặng thêm không hả? Mình mệt hay là bệnh gì đó thì nói tôi sắc thuốc cho. Chứ mình cứ nằm thở dài như vậy hoài cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu. Rồi không bệnh cũng thành bệnh nữa. Tôi đang bệnh mà. Tôi không. Đáng lẽ ra tôi phải chết quách cho xong. Chứ mà thầy thuốc nào mà làm chết cũng bệnh. Rồi mặt mũi tôi sau này còn trị bệnh cho ai nữa. Trời ơi mình, mình nói nhỏ nhỏ thôi. Tôi đã nói rồi, chắc chắn là cái bà đó có mưu đồ mà. Đúng ra mình không nên dính vô. Nhưng mà bây giờ chuyện đã lỡ rồi, thôi mình bỏ qua đi. Còn biết bao nhiêu người cần mình mà. Với lại
mình phải cản thằng Chu lại chứ. Để cái thằng nó không biết gì hết, nó chửi ẩu rồi chết người ta, mình ân hận nữa đó. Kệ nó, tôi mới là kẻ giết người nè. Tránh ra. Mình à, mình có làm gì vậy? Mình, 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 mình ơi, mình có làm cái gì vậy? Mình, mình, mình sao vậy? 40 năm nay làm nghề thầy thuốc, tôi chưa từng hại ai bao giờ. Nay có một con bệnh gì tôi mà chết. Không, mình à, không phải vậy đâu mình ơi. Nay tôi xin nguyện, trên có trời, dưới có hạ bá, nếu dùng chìa khóa này mà còn quay trở lại được tay tôi thì tôi sẽ tiếp tục làm nghề thầy thuốc. Còn nếu không thì tôi nhất định bỏ nghề. Mình, mình ơi, mình tài giỏi như vậy mà bỏ nghề rồi lấy ai cứu người? Còn biết bao nhiêu con bệnh đang cần mình, rồi còn phải cản thằng Chu lại nữa. Mình nghĩ quẩn rồi đó. Mình, 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 mình ơi. Thầy ổng bỏ khám luôn hả cô? Cô năn nỉ ổng giùm tôi được không vậy? Không có được đâu. Ổng giục cái chùm chìa khóa, trong đó có chứa mấy bài thuốc đặc trị bệnh nan y xuống sông luôn rồi. Bây giờ có nói cỡ nào cũng không chịu làm đâu. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Mất chìa khóa thì mình kêu thợ làm chìa khóa khác, có khó gì đâu. Không có phải mà. Ổng làm vậy á là ý ổng dứt khoát muốn bỏ nghề luôn đó. Thôi, cô qua bên thằng Chu đỡ đi hả? Trời đất ơi, thôi, cô không nghe, cô không biết gì hết hả? Thằng Chu á, nó khám bệnh mắc lắm, chém người không thương tiếc luôn. Đã vậy á hả, thuốc chú uống á, có hết bệnh đâu, càng uống càng bệnh nặng thêm. Nè, cô không thấy hả? Nhưng mà bây giờ nói hoài ông không chịu rồi sao? Thiệt tình. Rồi bây giờ thầy Lan nghỉ khám rồi, thầy làm gì? Mà thôi, xin phép cô tôi về. Mình, thôi nghe mình, đừng có uống nữa nghe. Không trị bệnh nữa thì kiếm gì làm cho vui. Uống hoài bệnh chết à. Chết được chết cho sướng. Mình, mấy nay con bệnh kiếm mình hoài kìa. Người ta kiếm không ra ai trị, buộc lòng phải qua bên thằng Chu để cho nó chém. Mà bệnh còn nặng thêm nữa. Tội nghiệp ghê vậy đó. Hay là để tôi kêu thợ khóa tới mở tủ mình trị bệnh lại nha. Tôi cấm bà mở nha. Bà mà mở là tôi đi luôn đó. Tôi đã thề rồi mà. Chừng nào cái chùm chìa khóa nó trở về tay tôi thì tôi mới tiếp tục trị bệnh. Còn không thì thôi. Hay để tôi kêu thợ mò nghe. Tôi đã nói với bà là không có nói chuyện đó nữa. Bà có biết là mỗi lần tôi nghe nhắc tới chuyện đó là tôi giống như đang bị kêu án mang cái tội giết người hay không? Có ăn uống gì bất thường không? Dạ không. Trước giờ có tiền sử đau bụng kinh niên không? Không. Không. Vậy có đánh dấu sức dầu gì chưa? Chưa. Vậy là đau bụng bình thường đó. Đau bụng bình thường là sao? Là đau bụng gió đó. Gió? Gió là sao? Thì đau bụng gió là đau bụng bình thường đó, hiểu không? Tôi giờ tôi thấy tôi không bình thường. Đau lắm mà. Lấy thuốc cho tôi đi. Đau quá hả? Đợi chút đi nha. Đau quá.
Trời ơi thầy ơi, thầy ơi, tôi yêu chân của em cận hả thầy ơi. Ui da. Nè, bệnh này dễ lắm, cứ đem cái này về sắc uống là hết à. Cái gì đây? Nhân sâm. Sao lại là nhân sâm? Trời ơi, đau bụng quá. Phúc thông phục nhân sâm. Bà nó nói vậy đó, vậy uống hết liền à. Cảm ơn nha. Ê, khoan. Trời, cái gì nữa? Đã tị. Cảm ơn nha. Ui. Có đau bụng thôi mà làm thấy ghê. Trời, không lẽ mới khám một chút thôi mà bị lấy? Vô nhập hả ta? Ui đau quá. Nè. Dạ. Bệnh gì mà ôm bụng dữ vậy? Tôi đau bụng. Đau bụng hả? Dạ. Bộ mới qua bên Chu lấy thuốc về hay sao? Thuốc này là nhân sâm. Nhân sâm? Ừ. Bị gì mà uống nhân sâm? Nó nói phục thống phục nhân sâm gì đó. Gì kỳ vậy? Tôi thì không có rành, mà nào giờ thiệt tình không bao giờ nghe nói đau bụng uống nhân sâm mà hết trơn á. Đâu, đi theo tôi thử coi. Đi. Dạ. Ui da. Ui da, đau bụng quá. Mình trong mấy cái học thuốc này học nào đựng nhân sâm vậy? Chị uống chứ làm chi? Không phải phúc thống phục nhân sâm sao? Cái gì? Phúc thống phục nhân sâm, tắc tử, chết đó. Vậy uống gì mới hết vậy mình? Gừng nóng. Vậy sao? Gừng nóng. Gừng nóng đó, nghe chưa? Bà làm cái gì vậy? Đâu có làm gì đâu. Tôi vô pha gừng nóng uống nha. Chu, nghe nói dạo này bệnh bên bển đông lên hả? Cô, bộ ông thầy ông chưa chịu trị bệnh lại hả cô? Thôi kệ ông đi. Sao, nghe nói có mấy người nặng hơn, có không vậy? Làm gì có. Cô nói cô, người ta trâu buộc ghé trâu ăn, người ta mới nói vậy thôi. Chứ nói thiệt với cô hả? Có loại thuốc nào con không biết đâu. Biết mặt thuốc là một chuyện, chẩn trị lại là chuyện khác. Người có nghề có khi còn sai, huống hồ gì. Hay là có gì cần á, con cứ qua hỏi thầy một tiếng đi. Thôi khỏi đi. Cái nghề này á, rồi từ từ nghề dạy nghề cũng sẽ giỏi lên thôi. Chứ mất công á, sau này á, thầy không chịu chữa bệnh lại, rồi con mang tiếng lợi dụng ổng nữa. Thôi chào cô, con đi nha. Ráng nè mình ơi, mình chờ tôi xíu nữa mình ơi. Sao thầy chưa tới nha ông nội? Trời ơi. Trời ơi, đau quá ông nội ơi. Nhanh đi ông nội. Ông nội ơi, tôi đau quá trời luôn nè ông nội. Yêu già đau quá ông nội ơi. Thầy lén đâu sao chưa tới nữa? Mình chờ xíu đi, tôi kêu thầy rồi. Thầy nói tôi về nấu nước trước rồi thầy qua liền. Trời ơi, ráng đi mình ra à. Coi thầy tới chưa, lâu quá. Chắc sắp tới rồi đó, nãy giờ lâu lắm rồi. Nhanh đi. Vào lên.
Trời đất ơi, thầy bà gì đâu mà lề mề dữ vậy biết. Nhà sát bên à, mà nãy giờ mình chưa tới nữa. Ông đó ơi, tôi đang chờ ông thầy nè mình ơi. Mình ráng nha mình. À, thầy tới rồi, mừng quá. Vô đi thầy. Tôi chờ thầy nãy giờ, vợ tôi đau nhiều lắm. Mau lên, mau 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 mau. Mau đi thầy. Trời ơi, từ từ. Ông đó ơi, đau quá đi ông đó. Sanh đẻ đau là cái chuyện bình thường. Hả? Mấy cái chuyện này á, dục tốc là bất đạt đó nghe không? Sanh đẻ là phải cẩn thận từng ly từng tí. Hiểu chưa? Mà đau quá rồi thầy ơi, không ấy có cách nào mà cho bớt đâu. Để tôi vô tôi làm cho. Hỏi là hả? Kêu tôi qua đây thì để tôi làm. Hả? Còn ông giỏi thì ông vô ông đỡ đẻ đi. Mà nè, thật ra là ông có biết đỡ đẻ không vậy? Tôi nhớ hồi đó ông học bên thầy Lan Đạo là học bốc thuốc chữa bệnh, chứ ông đâu học đỡ đẻ đâu. Sao không tin tôi á thì mời tôi qua đây làm gì? Mà thôi được rồi, ông làm lẹ giùm đi. Tôi nói lại lần nữa nha, tin tôi á thì mời tôi qua đây để tôi làm, còn đứng đó nó hoài á thì dỗ vô đỡ đẻ luôn đi. Nè 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 nè, bây giờ rốt cuộc ông có đỡ đẻ không? Ông nói một tiếng đi. Đó, thấy chưa, vợ đau đẻ thì ông lo vô đó chăm sóc, đi vô coi người ta có đau quá nó cào cấu cắn xé thì giúp nó, đứng nó nổi hoài à. Đi vô đi. À, mình ơi, trời ơi đau dữ không, mà đẻ thôi mà làm gì thấy ghê vậy. Mình đau. Trời ơi, đẻ thôi mà làm gì thấy ghê vậy. Ê, làm gì thấy ghê quá vậy. Đâu đưa cái tay tôi khám coi. Trời, đau quá. Giữ, giữ, giữ vợ lại. Rắn mình ơi. Rồi rồi đưa cái tay tôi khám lẹ cho nè. Đau quá. Chết rồi. Chết rồi. Sao thầy? Thai nghịch. Thì lúc trước khám bên thầy Lan Đạo, thầy Lan Đạo cũng nói là thai nghịch mà. Đau quá. Cái này á, tôi làm không có được. Tôi đâu phải bà mụ đâu. Làm không được sao nói từ đầu ông nội. Nói gì mà nói. Lần sau á có mời thầy tới phải nói rõ là thai ngược, hiểu chưa? Chứ tới đây á mất thời gian của tôi à. Nè, thôi kiếm người khác đỡ đẻ đi. Trời ơi, mà trời ơi, tôi sợ cái nhà này quá à. Hết con vợ cho thằng chồng. Tự mà lo đi nha. Thầy, thầy ơi, thầy, vợ tôi sao thầy? Mình ơi, kiếm người khác đi. Mình ơi, mình ơi, đáng như mình. Nhưng mà lần mình đâu có ai đỡ đẻ được đâu mình. Ai nghe đẻ ngược, người ta cũng chạy lần hết trơn à. Kiếm thầy Lan Đạo. Đâu, đi mà. Nhưng mà ông Lan Đạo ông nghỉ rồi, ông đâu chữa bệnh nữa đâu mình. Ông đâu chữa bệnh nữa đâu. Tôi đau quá mà. Đi đi, sao nói hoài không có nghe vậy. Đâu. Có cái chuyện có con gì mà tôi làm cũng không được. Hay là muối mặt qua gặp bỗng hỏi ta. Mình đúng là nhát gan quá mà. Lần sau hả, nhất định mình phải làm liều mới được. Chuyện này mà nó đồn ra ngoài một cái thôi là mất mặt nè, mất mối nè, mất hết. Trời ơi, không được không được. Bây giờ phải làm sao ta? Tôi cũng đâu có biết được. Cô, còn lại cô ráng giúp giùm con đi cô. Con biết là thầy đã ngưng chữa bệnh rồi, nhưng mà bây giờ vợ con không ai chữa được hết đó cô ơi. Không lẽ bây giờ phải bó tay nhìn vợ con phải chết hả cô? Cô ơi, cô ráng nói thầy một tiếng, giúp giùm vợ con đi cô. Giúp cô lần này thôi cô. Còn lại cô mà cô. Cô ơi. Sao? Giờ chỉ có mình thầy mới giúp được dạ, thôi hả? Dạ, có mình thầy thôi cô ơi. Mà bọn vợ bay nó sắp chết tới nơi rồi hả? Dạ, nó sành khó lắm cô ơi. Nó đau quằn quại ở nhà luôn á cô. Tội ghê chưa. Rồi bay qua bên thằng Chu khám á, mà thằng Chu nó chạy làng rồi hả? Ông không giúp được cái gì hết đó cô ơi. Chỉ có thầy thôi hả cô ơi. Cô ráng giúp giùm con đi cô. Cô nói thầy một tiếng giùm con đi cô ơi. Nè,
đứng đây chờ tôi một chút nghe không? Dạ dạ dạ, con cảm ơn cô. Mình ơi, Mình à, mừng quá, mình dậy rồi hả? À, mình à, con vợ của thằng Nô nó sắp sanh mà nó bị thai ngược, mũ chạy hết trơn rồi, không mấy mình. Bà sao vậy? Tôi đã nói cấm nhắc nữa mà. Nè, bà đi lấy cái thau nước lạnh cho tôi rửa mặt. Tôi mệt lắm, tôi đi hết nổi rồi. Mình à, cửa sinh là cửa tử, mình cứu người làm phước đi. Tôi thấy tội. Đi lấy thau nước lạnh rửa mặt. Lấy thau nước lạnh rửa mặt. Lấy thau nước lạnh. Dậy rửa mặt nha mình. Đẻ rồi. Dạ tôi đẻ rồi. Đẻ được rồi mình ơi. Mình ơi, đẻ được rồi mình ơi. Dạ tôi đẻ được rồi. Đẻ được rồi mình ơi. Dạ. Chào cô. Ờ, à, có chuyện gì vậy bay? Dạ cô ơi, bữa nay con có con cá ngon. Con đem qua đây con biếu thầy với cô, coi như là chút tấm lòng của vợ chồng con. Với cảm tạ thầy, lần trước thầy đã cứu mạng vợ con của con cô. Cái gì? Cứu mạng vợ con? Dạ. Có không? Dạ đúng rồi cô. Bữa con nghe thầy nói lớn là lấy thau nước lạnh rửa mặt, cái con về con làm y chang vậy luôn. Cái vợ con nó sanh được liền luôn à. Nước lạnh rửa mặt? Dạ. Bởi vậy người ta gọi thầy là danh y, không có sai chút nào hết trơn. Thầy không cần tới tận nơi để thăm khám, chỉ cần thoáng một câu thôi là mọi chuyện im xuôi hết trơn à. Bởi vậy bữa nay con qua con biếu thầy cô con cá. Cô nhận giùm cho vợ chồng con luôn nha cô. Ừ, nhưng mà không có được đâu, sợ ông không cho nhận đó chứ. Ôi trời ơi cô ơi, cái ơn của thầy lớn lắm cô ơi. Cái ơn đó là ơn cứu mạng người á, mà cứu hai mạng luôn á cô. Cô mà không lấy, mất công người ta nói là vợ chồng con vô ơn, không có được đâu cô. Cô lấy cho vợ chồng con vô đi cô. Đi mà cô. Tôi đã nói rồi, tôi có giúp gì được cho cậu đâu mà biếu với sáng vậy. Thôi chú cứ đem về nhà đi. Dạ, cái ơn của thầy là cứu mạng vợ con của con. Con biếu thầy con cá lấy thảo, đâu có to tát gì đâu thầy. Thầy nhận cho vợ chồng con vui đi thầy. Dẫn khứ hoài sơn năng trí tử, thời lai bạch thủy khả thôi sinh. Cô nói gì vậy cô? À, không có gì đâu. Mình à, mình nhận đi, chứ để con cá nó ươm rồi kìa, còn để cho nó về đi câu nữa chứ. Kỳ quá. Thôi được rồi, tôi sẽ nhận cho cậu nửa con ăn lấy thảo nghe, còn nửa con đem về kho tổ cho vợ nghe. Dạ, thầy nói vậy con không dám cãi. Dạ, xin phép thầy cô, con ra sau bếp để con cắt con cá nghe cô. À, nè, để tôi vô lấy cho cậu con dao, xong rồi tôi phụ luôn. Dạ nghe. Dạ thưa thầy con đi. Dạ, cá này ngon á cô, cái bụng trắng phiếu à. Con cá này có gì trong bụng mà cứng dữ vậy trời? Cô ơi, con cá này nó bự quá, nó nuốt cái chìa khóa của ai luôn nè cô. Ủa, trời ơi, đây là chùm chìa khóa của ổng đây mà. Mình ơi, Mình ơi, có chuyện vui nè Mình. Chuyện gì mà kêu giật ngược vậy? Mà kêu cái gì mà giật ngược vậy? Mình. Hả? Mình coi nè, chẳng phải chùm chìa khóa của mình sao? Thank you.
đúng rồi, đây là chùm chìa khóa của tôi. Mà ở đâu mà có vậy? Thầy, con cá này nè, con câu được ngoài sông á, hồi nãy mổ bụng ra thì thấy chìa khóa nằm trong bụng nó. Thầy ơi, con phân cá ra xong rồi, xin phép thầy cô con về. Cảm ơn bay nghe. Dạ, con chào thầy, con chào cô. Cảm ơn cậu nghe. Dạ. Gặp lúc xui xẻo thì Hoài Sơn cũng làm chết người, mà lúc gặp thời thì nước lạnh cũng làm cho dễ đẻ được. Quá tam ba bận rồi mình, lần nào mình chỉ nói khơi khơi thôi cũng cứu được người. Mình đã tự tin lại chưa? Thôi, để tôi rửa sạch chùm chìa khóa này cái đã nha. Mà tôi biết á, không có kiếm được cái chùm chìa khóa này thì mình cũng không có để yên cho thằng Chu nó hại người nữa đâu. Bà, bà chính có già không? Để tôi qua tôi coi con mắt của bà ra làm sao, để tôi trị cho bà. Biết lắm mà, dễ gì mình để yên. Bà đang ở bển chứ đâu, mình qua chắc là bà mừng lắm đó. À, thôi, tôi đi nghe. Này á, chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa, muốn cho thiệt là khỏe, uống vài thang thuốc là xong nha. Dạ. Yeah. Đây, nhớ sắc thuốc uống cho đều. Dạ, yeah, cảm ơn. Đừng có bỏ cử nghe chưa. Dạ, yeah, cảm ơn thầy. Cứ uống một thang thuốc này sẽ khỏe. Dạ. Yeah. Về đi. Dạ, yeah, chào thầy. Thôi, tôi về nghe bà con, tôi về. Chào cô, yeah, cô ngồi đi. Ê Chu, giờ cái nghề này á mà học không tới nơi tới chốn á là không ra trò trống gì đâu. Mày vô chỗ mày học lại đi. Có sao không? Nàng đừng lo, ta làm sao lỡ lối hơn được nữa. Chàng đừng có nói như vậy. Để em lấy chân khác cho chàng. Hay là em cho chàng uống, không có lây đâu mà. Không cần đâu, trong nhà một người cô là đủ rồi. Nàng đừng thuốc thang nữa, không khỏi được đâu. Em xin chàng đó, còn nước còn tát. Chàng chịu khó nghe em uống thuốc vô, biết đâu. Biết đâu à? Nàng thử chịu khó 5 năm trời coi sao. Bao nhiêu thứ thuốc thang rồi, có đỡ chút nào hay không? Hay là càng ngày càng nặng thêm? Nàng dẹp đi. Chàng không vì thế mà cố lên được sao? Lỡ trời thương, biết đâu chàng khỏi bệnh, rồi vợ chồng mình lại vui vẻ như xưa, rồi còn con cái. Nàng im đi. Nàng thứ lỗi cho ta. Nàng đi đi. Nàng hãy về với mẹ nàng, mà kiếm một tấm chồng cho ra chồng. Không đâu, không bao giờ. Cho dù chàng ra sao thì em chỉ biết kiếp này chàng là chồng của em. Nàng còn trẻ đẹp, không lẽ nàng muốn hầu hạ một người cùi tới chết hay sao?
Nàng hãy đi đi, ta giải thoát cho nàng đó. Thiếp không đi đâu hết đó. Thiếp xin chàng, chàng hãy uống thuốc vô nha. Thiếp đang nỉ chàng đó nha. Thôi được rồi, ta sẽ uống hết được này. Nhưng nếu không đỡ, nàng phải nghe ta về nhà mẹ đẻ mà lấy chồng khác đi, có được không? Em đi lấy thuốc cho chàng nha. Chàng ơi, chàng dậy uống thuốc đi. Để em đỡ chàng. Đừng đụng vô người ta. Chàng à, để ta em... đã nói là đừng đụng vô người ta mà. Nàng nghe đi, ta đang mệt, ta muốn nằm. Hay là chàng nằm nghỉ đi, rồi em đọc sách cho chàng nghe. Mà sao chàng không tranh thủ lúc này nè, mà dùi kinh đấu sử, tới khi hết bệnh rồi ra ứng thí. Biết đâu ông trời dành cho chàng thời gian này để chuẩn bị cho chàng một tương lai sáng lạng. Thôi đi, nàng đã ngạo ta đó sao? Thiếp nói thiệt mà, thiếp vẫn tin sẽ có ngày chàng khỏi bệnh. Vợ chồng mình kẻ quay tơ, người đọc sách, rồi vợ chồng mình có những đứa con ngoan, rồi chàng thi đậu, vinh quy bái tổ về làng để mẹ con thiếp ra đón. Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Thôi, nàng đi ra ngoài đi. Hay là để em chạy ra chợ kiếm cái gì đó ngon ngon về tẩm bổ cho chàng nghe. Khi mình đọc thư này, tôi đã đi xa. Tôi xin mình đừng kiếm tôi. Mình ơi! Tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất kỹ, nên sẽ không quay về. Tôi xin mình hãy bỏ qua cho tôi vì mọi cáo gắt, mệt nhọc, khó chịu mà tôi đã gây ra cho mình. Trong thâm tâm, tôi thấy có lỗi với mình, muốn làm cái gì đó, nhưng mà rốt cuộc tôi chỉ làm gánh nặng cho mình. Mình còn trẻ đẹp,
tương lai còn dài. Mình đừng vì tôi mà phí cuộc đời. Mình hãy kiếm một người tốt mà đi bước nữa. Đừng lo cho tôi, và cũng đừng dằn vặt nữa. Mình khổ vì tôi suốt mấy năm nay đủ rồi. Mình ơi! Mình! Mình ơi! Mình đâu rồi? Mình ơi! Mình! Mình! Mẹ! Mẹ tới hơi nào vậy? Coi con kìa, không còn ra hồn người nữa. Mẹ đọc thư nó rồi. Thôi thì chồng con nó còn thương con, nó mở đường cho con đi bước nữa. Nó đã biết nghĩ cho con như vậy thì thôi, về với mẹ đi. Không, con không đi đâu hết. Chắc chắn con sẽ tìm được chồng con trở về. Giữ người muốn ở chứ sao giữ được người muốn đi. Có kiếm được nó cũng không về. Ta đã nói như vậy rồi mà. Đi, nghe mẹ, về với mẹ đi. Con không đi đâu hết á. Con sẽ sửa soạn đồ đạc. Chuyến này con phải đi xa mới mong gặp được chồng của con. Nhưng nếu gặp rồi mà nó vẫn nhất định không chịu về thì con tính sao? Chỉ cần gặp được chàng, con sẽ thuyết phục được chàng về mà mẹ. Cho tôi hỏi có ai đi đò mặt dáng người cao cao, mặt bị lỗ lét không anh? Không, tôi không biết cô ơi. Hình như là người đó chưa từng qua đò này. Cô có qua đò không? Dạ không, cảm ơn anh. Ừ. Cô Dì ơi, cô có sao không vậy? Tôi khát nước quá. Nè, cô có đói bụng không? Con đỡ đi. Thấy cô khỏe lại rồi đó. Không sao đâu, cô cứ tự nhiên đi. Lúc nãy tôi cứ tưởng là tôi phải bế cô lên vai để vác đi rồi chứ. Tôi thất lễ quá. Mà anh là ai vậy? Tôi du ngoạn sơn thủy thời gian, trên đường về quê. Còn cô, thân gái dặm trường, chắc chắn là phải có chuyện chi gấp lắm đúng không? Chẳng giấu gì anh, tôi đi tìm chồng. Chồng tôi là học trò đang văn ôn võ luyện, tự nhiên bị bệnh phong. Bao nhiêu thầy thuốc đều bó tay. Chàng sợ tôi khổ
nên bỏ nhà đi. Nhưng tôi quyết tìm chàng về. Đã mấy mùa trăng rồi mà vẫn bóng chim tâm cá. Bệnh Phong thì quả thật là bệnh nan y rồi. Chồng tôi là trụ phu quân tử, bởi vậy dù bệnh tật nặng đến mức nào, tôi cũng nguyện nâng khăn sửa túi cho chàng tới đầu bạc răng long. Gặp người vợ như nàng, anh nhà cũng thật là may mắn. Hả? Nghe chuyện cô nói, tự nhiên tôi nhớ. Sao? Anh có tình cờ gặp chồng tôi? Chồng tôi dáng người cao ráo, nhưng mà bị bệnh, mặt bị lở loét. Anh có thấy không? Tôi có nghe một người bị bệnh cùi, nhưng mà là tin xấu. Tin xấu? Hôm qua tôi đi ngang qua một bến đò, tôi nghe người ta kháo nhau rằng là dớt được một xác người mà người đó bị bệnh cùi. Có vẻ là chán đời rồi nghỉ quẩn. Nhưng mà tôi chỉ nghe thôi, không thấy tận mắt. Biết đâu không phải là anh nhà thì sao? Chỗ nào vậy? Anh chỉ tôi đi liền đi anh. Cô đi hả? Nhưng mà xa lắm, cô đi một mình như vậy không nên đâu. Dù tiên giới hay địa phủ tôi dẫn đi, anh làm ơn chỉ đường cho tôi đi. Được, vậy tôi đi cùng cô. Thôi, không cần đâu, anh còn phải về nhà nữa. Nhà thì còn đó, cha mẹ tôi mất sớm rồi, ở nhà cũng không có người đợi. Vội vàng gì, cô đi với tôi. Đa tạ anh, đa tạ. À, tôi nhớ ra rồi, anh ta bị cùi. Chắc trạc tuổi anh này á, mình mẩy ảnh lỡ lói thấy ghê. Cứ ngồi nhìn xuống sông á, nước mắt ngắn dài. Rồi tự nhiên á, ông nhảy xuống sông, tôi trở tay không có kịp. Anh ơi, khi mà hai người nói chuyện á, anh ta có nói với anh là gia cảnh của anh ra sao không? Trước đó có nói á, là ảnh có vợ rồi mà con á, thì chưa có. Chắc ảnh sợ vợ khổ quá nên nhảy xuống sông quyên sinh. Trời ơi, trời ơi. Cô, trời ơi, sao cô? Trời ơi, trời. Mong là cô ấy khỏe lại và nguôi ngoai. Bây giờ thì con phải về rồi. Tiếc quá. Vậy cậu chờ cho một lát nha, tôi vô sửa soạn chút lương khô. Đường đi xa quá, coi như là chút lòng của mẹ con tôi, cậu nhận đi cho em nó yên lòng. Dạ, nếu vậy thì con cũng không khách sáo. Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cái xác đã bị đốt rồi để trừ mầm bệnh. Hơn nữa ta cũng chưa thấy mặt anh ta, biết đâu đó không phải anh nhà thì sao? Cảm ơn anh, phiền anh nhiều quá, mà không biết lấy gì đền đáp. Nàng lo cho sức khỏe của mình đi, đừng để bệnh nặng. Khỏe lại đi, rồi có sức đi tìm anh ta. Tôi về tôi thu xếp việc nhà, nếu có dịp tôi tới tôi thăm nàng. Mẹ con tôi đội ơn cậu, có dịp mong cậu quay lại chơi. Dạ nhất định rồi. Con đã tạ bác. Chào cô, con xin phép. Cậu đi đường bảo trọng nha. Dạ, bác ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Chưa bác con đi. Con về rồi đó hả? Có hỏi thăm gì được không? Thấy chưa, mẹ nói có sai đâu. Người ta đã nói rõ ràng là người chết có vợ, chưa con, trạc tuổi đó mà. Có lẽ là thật. Con có quay lại đó hỏi thêm, người ta nói trong tư trang có cái nghiêng. Cái nghiêng đó là con mua cho chàng. Thôi, con vô rửa mặt nghỉ ngơi đi, nhà có khách đó. Ủa, ai vậy mẹ? Dạ, con chào bác. Trinh, nàng mới về hả? Nhà dột hết trơn à, mà mùa mưa tới rồi. Mai sao á, cậu Tân tới chơi đúng lúc. Ai ngờ thư sinh vậy đó, mà lập nhà còn khéo hơn thợ nữa. Bác quá khen con rồi. Nàng mới về có mệt không? Vô nhà nghỉ ngơi đi. Thôi, lâu ngày không gặp, hai đứa cứ nói chuyện thoải mái nha.
để mẹ vô làm cơm. Dạ. Mời anh ngồi. Tôi tới thăm đường đột như vậy, không biết là có làm nàng khó chịu hay không. Nhưng tôi thực sự muốn quay lại để gặp nàng. Anh là ân nhân của vợ chồng tôi, sao tôi lại khó chịu? Tôi cảm ơn anh giúp mẹ tôi lợp nhà. Nhưng có lẽ sau này anh đừng có đến đây nữa. Vậy mà tôi cứ ngỡ nàng cũng mong gặp lại tôi chứ. Thật lòng tôi rất biết ơn anh. Có anh lui tới mẹ tôi cũng vui. Nhưng vì tôi đã quyết để tang 3 năm, nhà bà quá đang thủ tiết thờ chồng, đàn ông tới lui, tôi e miệng đời dị nghị. Tôi cũng định từ giả nàng đi lai kinh ứng thí. Nếu như không đậu, tôi quyết sẽ không quay lại gặp nàng. Vậy là tôi sẽ có 3 năm để lo sự nghiệp. Vậy sau 3 năm đó thì sao? Đoàn tang cho trọn nghĩa với chồng, rồi sau đó nàng có bằng lòng kết duyên với ta không? Nàng chưa cần nói ngay đâu. 3 năm sau trả lời ta cũng chưa muộn. Ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Nhưng à, Tân à, bộ con tính đi luôn sao? Ở lại ăn bữa cơm cái đã. Dạ, con phải về để sửa soạn hành lý cho kịp lên kinh ứng thí. Hẹn gặp lại bác với nàng. Con xin phép con đi. Thưa bác con đi. Trời ơi, nè, con làm sao vậy hả? Nói làm sao cho người ta bỏ đi luôn rồi. Bộ con tưởng dễ tìm được người như vậy lắm hay sao? Mẹ, lúc này con đâu còn tâm trí đi nghĩ tới chuyện đó hả mẹ? Thôi được rồi, mẹ hạn cho con 3 năm. Xã tang xong, mẹ sẽ chọn ngày lành tháng tốt để cho con với thằng Tân thành vợ thành chồng. Đàn bà có thì, đừng có tưởng con còn trẻ mãi. Mình ơi, vậy là đã tròn 3 năm em để tang cho mình. Nếu quả thật người trầm mình năm đó là chàng, em mong chàng sẽ được siêu thoát. Nhưng em vẫn mong đó là sự nhầm lẫn. Ước gì chàng vẫn còn sống để vợ chồng mình đoàn tụ. Trinh, con coi ai tới nhà mình nè. Nàng có khỏe không? Ta đã giữ đúng lời hứa với nàng. Xin phép báo cho bác và nàng một tin vui. Con đã đậu tiến sĩ tân khoa và được bổ nhiệm về làm án sát tại An Xá. Nhưng đã nói trước đó 3 năm, hôm nay con về đây để xin phép bác để cho con cưới Trinh về làm chính thất. Được được, mọi chuyện á mẹ đã sắp xếp xong hết rồi. Chỉ chờ tụi con làm lễ rồi con rước vợ con đi luôn thể. Dạ. Nè, đứng dậy nha. Nè, con đó nha, con làm mẹ mệt rồi kìa. Sao mà em không kêu người nhà ổng đi? Thiếp muốn chơi với con một lát. À, tác chuẩn lần này còn đông hơn lần trước. Người ta kéo tới lũ lượt cũng tội. Hết hạn hán lại mất mùa. Nàng đó, nàng cứ buông việc này bắt việc nọ, có chịu ngồi yên lúc nào đâu mà thảnh thơi chứ. Chết rồi, nói mới nhớ, thiếp quên dặn mấy đứa gia đình mua thêm gạo. Gạo ở trong kho chỉ đủ phát cho hôm nay và ngày mai thôi. Bây giờ thiếp phải qua đình coi tụi nó làm như thế nào nha. Ừ, nàng đi về sớm nha. Của ông nè.
Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Trời ơi, anh kia, tách ra ngoài đi. Trời ơi, cùi hủi lấy người ta chết. Coi vậy chút nữa tôi phải tìm chút đỉnh cho. Tránh ra đi. Dạ, em cảm ơn. Anh ơi, anh, cho tôi xin ít tiền được không anh? Trời ơi, tiền gì? Anh cho tôi xin ít tiền được không anh? Cảm ơn cô. Anh không có nghe tôi nói sao? Ở đây chỉ phát gạo thôi chứ không có phát tiền. Nhưng mà tôi cười hủi như vậy đâu có nấu nướng được gì. Anh cho tôi xin ít đồng mua gì bỏ bụng đi. Trời ơi, cái anh này tôi đã nói rồi mà. Anh lôi thôi quá. Anh làm ơn cho tôi xin ít đồng. Trời ơi, đã nói là không có rồi mà. Cái anh này thôi đi đi. Muốn xin tiền á thì đi chỗ khác mà xin. Nhanh nhanh đi. Cảm ơn cô. Gia đình. Dạ, dạ thưa bà, có chuyện gì vậy? Ngày mai người kia quay lại nhận gạo nghe chưa? Cái thằng cùi hồi nãy hả bà? Đúng rồi. Nư cầm cái này đưa cho ổng. Đừng có nói là tao đưa nghe chưa. Người nói là ngày mai giờ mão quay lại đây. Bà nói sao? Đưa cho cái tên cùi hồi nãy hả? Ừ, lẹ đi. Dạ dạ. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn. Mình. Chàng. À, lúc chiều chàng có đi ngang qua chỗ phát chuẩn không? Không. Ủa, ta nghĩ là đã có mình ngoài đó chứ. Sao, có chuyện gì? Không có gì. Tốt lắm, mọi thứ ổn lắm. Có điều thiếp gặp một người rất tội. Ai mà nàng không thấy tội đâu. Sao, tội điều gì? Kể cho ta nghe coi. Tội như thế nào? Có một người cùi tự xưng là học trò, rất giỏi văn chương. Một người cùi? Có khi nào là... Không, không phải. Thiếp nhìn rồi, không có phải. Rồi sao nữa? Nàng nói tiếp đi. Thiếp muốn nói là hay chàng gặp thử. Nếu quả là người tài giỏi thì chàng giúp người ta. Được, ta sẽ gặp. Ta hứa. Thiếp có dặn là ngày mai giờ mão người đó quay lại. Giờ mão? Không phải nàng sẽ cùng đi với ta đi gặp luôn chứ? Dạ không, chàng gặp được rồi. Em cảm ơn chàng. Cảm ơn ta? Sao tự nhiên hôm nay nàng lại khách sáo với ta quá vậy? Dạ, thì thiếp nghĩ chuyện này cũng không cần thiết để hai vợ chồng mình gặp mà. Ta đâu có nói chuyện đó đâu. Coi kìa, tại sao nàng lại lúng túng quá vậy? Ta giỡn một chút đó mà. Ta hiểu lòng nàng, ta sẽ làm theo lời nàng dặn, được chứ? Dạ bẩm quan, anh lính ngoài kia nói ngày có gì gặp tôi. Chẳng hay tôi đã làm gì không phải? Dạ bẩm quan. Ta thất lễ quá, mời ngồi. Anh xin. Dạ, sao sao quan biết tên cúng cơm của tôi? Ta... cái tên đó tôi cũng đã quên lâu rồi. Vậy anh đúng là anh Sinh ở làng Ngô Xá, có vợ là nàng Trinh Thị đúng không? Vậy thưa quan, chẳng hay quan là ai mà tường tận gia cảnh nhà tôi như vậy? Tôi cũng là bạn đồng niên ở làng bên, nghe tiếng mến tài đã từ lâu lắm rồi, từ lúc anh chưa bị lâm trọng bệnh nữa. Thật sao? Tôi quả thật là may mắn giữa xứ người lại gặp người cùng quê.
Anh ngồi đi rồi nói chuyện. Nhưng mà tôi bệnh tật nên không dám ngồi. Dạ tôi đứng được rồi thưa quan. Anh đừng có khách sáo mà, anh cứ ngồi đi. Dạ, dạ đa tạ quan. Anh uống trà đi. Dạ, đa tạ quan. Tội quá, bao năm qua chắc lưu lạc tứ phương, nhìn anh ta tiều tụy quá. Vợ của mình thật tội, chắc là nàng cũng đau lòng lắm. Ta đã gặp người cùi. Anh tên là Sinh. Vậy hả? Quả nhiên anh là người tài mắt đọa, cho nên ta quyết định dựng cho anh một căn chòi sau vườn để tiện chăm sóc giúp đỡ, để lâu lâu đàm đạo văn chương. Thiếp xin chàng gặp người ta cũng có ý xin chàng giúp, không ngờ chàng cũng rộng lòng giúp đỡ. Thiếp vui lắm. Phu nhân của ta mới là người có lòng. Ta hiểu nàng, đừng lo. À, mày tiện thể việc dựng nhà cửa cho Sinh, nàng lo giúp ta được chứ? Dạ được. Ta cứ ngỡ nàng sẽ thoái thác vì muốn tránh cảnh khó xử. Ai ngờ, không lẽ nàng vốn là người trọng chữ trung trinh? Nàng thực sự muốn gì đây? Lạ thật, tại sao lại vô cớ tốt với một kẻ cùi hủi như ta? Suốt đời suốt kiếp này ta biết lấy gì đền ơn cho họ? Nè 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 nè, anh kia, trời ơi, anh kia, không được. Nè nè nè, nè nè, trời đất ơi, anh làm cái gì vậy? Dạ, tôi thấy khác. Với lại nhân tiện, tôi... Không có nhân tiện cái gì hết á, để xuống giùm tôi đi. Ai cho ông dùng cái nước này, hả? Ông uống cả cái dinh này phong cùi hết hay sao? Trời đất ơi, cùi hủi, nở lớn hết, trời thì ghê quá. Đứng xa xa ra giùm tôi đi. Tôi một nước uống riêng, chứ đâu có uống chung đâu anh. Riêng cái gì? Không có được, đứng xa xa ra giùm tôi đi. Thì ghê quá trời đất cả. Một riêng cũng không. Cấm tiệt, anh lỡ lối gớm ghiếc quá. Quan án không biết mất cái gì mà rước anh về đây cho lây lan thiệt. Chắc tôi bỏ khỏi cái chỗ này, tôi đi làm chỗ khác quá. Tôi biết tôi bệnh tật, sao lại nợ nặng lời với người khốn khổ như vậy? Nặng lời hả? Tôi nói cho anh biết nha, từ cái ngày mà quan cho anh vô đây tới giờ á, biết bao nhiêu người bỏ làm gì anh rồi đó. Thôi mệt quá, đừng có uống nữa nha. Mình. Nhà của Sinh thế nào rồi? Dạ, em tính nói với mình là để em đào cái giếng gần nhà mới cất được không mình? Ý của nàng là nàng đào cái giếng cho Sinh xài riêng, để mọi người khỏi sợ bị lây đó hả? Dạ, chứ gia nhân đã bỏ đi mấy người rồi. Nàng nghĩ như vậy phải lắm. Ta đã giao cho nàng toàn quyền rồi. Nếu thấy như gì phải cứ làm thì nàng cứ làm đi, không cần phải hỏi ý ta đâu. Chàng tốt quá, cảm ơn chàng. Thấy sao? Giờ tôi đích thân coi thợ làm đó. Bây giờ có chỗ ăn chỗ ở rồi. Đồ ăn hàng ngày có người mang tới cho anh. Nếu như mà có cần gì á thì cứ nói với người nhà, hoặc là cứ nói thẳng với tôi là được. Thưa quan, quan với phu nhân hậu đãi người như tôi, làm tôi vừa cảm kích vừa thấy kỳ lạ.
Mà thật là trùng hợp, phu nhân dường như biết tôi thích kiểu nhà này, rồi cây cối xung quanh. Chẳng hay tôi có thể gặp mặt phu nhân để cảm tạ chăng? Quả ra họ vẫn chưa gặp nhau sao? Không lẽ là giả bộ? Nhưng ngó vẻ ngơ ngác của anh ta thì khó mà nói dối. Dạ thưa quan, từ hôm tới đây tôi vẫn chưa được hân hạnh diện kiến phu nhân. Để ta bảo với nàng. Hơn nữa cùng chung một mái nhà mà, trước sau gì cũng gặp. À, có chuyện này, vợ của ta có đào riêng cho anh một cái giếng đó, để khỏi chung đụng phiền phức với mọi người. Nhưng mà bây giờ thì không trúng mạch nước, phải đào lại. Anh ráng chờ nha. Dạ không cần mất công vậy đâu quan, chỉ cần cho tôi một cái vại để dưới mái hứng mưa là được rồi. Chẳng đáng là bao, anh đừng bận tâm. Xin đa tạ quan. Không lẽ nàng đợi xong xuôi nhà cho sinh rồi mới nói thật cho ta biết hay sao? Dù chuyện gì xảy ra, ta cũng phải chuẩn bị tinh thần mà chấp nhận. Bao nhiêu năm đôi rách lang thang, tưởng đâu chết bờ chết bụi, ai ngờ lại có ngày này. Như là ta đã gặp Bồ Tát sống, còn nói cho ta đủ kinh sách, tha hồ mà ngâm ngợi nữa. Mấy ngày hôm nay đầu sông còn trơ đáy, vậy mà giờ nước dâng tận tay ta. Giếng của ta. Sảng khoái. Ủa, hình như là ánh sáng. Chắc là anh Trăng thôi. Ta đã bị lóa mắt rồi chăng? Kỳ lạ thế. Anh ơi, ra ăn cơm nè. Lẹ đi, tôi còn dọn nữa. Ông đứng xa ra, ông đứng gần tôi làm chi vậy? Chị đừng có sợ. Tôi hết bị cùi rồi. Nè, thiệt, chị coi nè. Cắt vết ở tay, ở cổ, ở mặt, đang dần biến mất. Tôi không biết là do uống đúng thuốc hay là... tôi không biết được. Nè, chị coi đi. Đây nè. Tôi thay qua coi. Nè, chị ơi. Chị ơi. Phu nhân ơi, phu nhân. Phu nhân, chuyện gì mà chị chạy như ma đuổi vậy? Cái ông cùi đó đó phu nhân. Ông cùi sao? Ông đâu có bị phong cùi gì đâu phu nhân. Chị nói sao? Hồi nãy á, con bưng đồ ăn vô, con thấy anh ta tay chân lành lặn, đâu có bị phong cùi gì đâu. Ông á, còn thấy con cái ông giả bộ nói là tại uống đúng thuốc. Phu nhân thấy xạo không?
chính mắt chị thấy sao? Dạ chính mắt con thấy đó phu nhân. Thuốc ta sắc cho chàng chỉ là thuốc bổ. Ân trời, không lẽ là do nước giếng? Phu nhân, phu nhân. Hả? Ủa, bộ phu nhân không tin lời con nói hả? Người lên thư phòng, nói thủ thư xuống gặp chàng. Mọi yêu cầu về sách vở của chàng đều phải đáp ứng. Dạ, con đi, thưa phu nhân đi. Kiếp này tàn phế, coi như bỏ đi. Cũng nhờ ân nhân mà tôi được hồi sinh. Không ngờ lại có ngày lai kinh nương thí, thực hiện ước mơ ngày trước của tôi. Ơn này tôi xin khắc cốt ghi tâm. Nhưng chỉ có một điều tôi còn thắc mắc. Không biết là tôi có làm chi thất lễ mà muốn chào phu nhân một câu cũng không cho giáp mặt. Giờ tôi vốn không quen giao tiếp, Quỳnh hãy bỏ qua cho. Nếu như có duyên, ắt sẽ có ngày gặp lại. Chúc huynh lên đường bình an, danh đề bản hổ. Xin đa tạ huynh. Dù đậu hay rớt, nhất định tôi sẽ quay lại. Huynh đệ lại cùng uống rượu thưởng trăng, hẹn ngày tương ngộ. Bái biệt huynh. Thiếp có tội với chàng, đã không thủ tiết tới cùng, giờ mới thành ra gian dở. Giờ làm sao tương ngộ mà gọi xấu hổ với chàng. Sao chàng biết? Còn làm sao nữa? Sinh bây giờ đã là quan tân khoa rồi, nàng phải ra thôi, đâu thể nào trốn tránh mãi được. Nàng đừng giấu ta nữa, ta biết tất cả rồi. Chàng, dẫu sao thì cũng phải đối mặt một lần. Chuyện năm xưa lỗi chẳng tại ai, ta cũng hiểu lòng nàng mà. Nàng là một người vợ hiền đoan chính nhất thế gian này mà. Chàng ra trước đi, thì phải chuẩn bị. Phải, ta ra trước đón sinh. Nàng cũng phải nên ra liền đó. Chào huynh. Xin chào huynh. Giờ tôi đang sửa soạn, một lát nữa sẽ ra ngay, đảm bảo sẽ làm cho huynh bất ngờ đó. Về được gặp lại huynh giống như được về nhà vậy đó, cảm giác thoải mái lắm. Đã vậy còn được dành một điều bất ngờ, không biết là điều gì đây. Mời huynh ngồi uống trà. Dạ. Thú thật với huynh là tôi cũng chưa biết nói thế nào, chỉ mong là huynh hiểu và trong lòng tha thứ. Huynh nói gì tôi không hiểu gì hết. Ơn của huynh và phu nhân tôi còn chưa trả được, sao lại nói chuyện tha thứ? Từ từ rồi huynh sẽ hiểu thôi. Quan ơi. Dạ, dạ bẩm quan, phu nhân. Phu nhân sao? Dạ, hồi nãy con vô dọn phòng thì thấy phu nhân để lại lá thư này. Phu nhân, có chuyện gì vậy huynh? Phu nhân, phu nhân à, hiền thê, hiền thê à, hiền thê,
Thiên Thế ơi! Trinh à! Trinh! Trinh! Phu nhân cũng tên Trinh sao huynh? Thiên Thế ơi! Trinh à! Trinh à! Thiên Thế! Thiên Thế ơi! Trinh! Trinh à! Trinh à! Trinh! Trinh à! Nàng định làm gì vậy? Xuống đây đi! Thế không xứng đáng với cả hai người. Xin hai chàng thứ lỗi. Trinh à! Trinh à! Nàng nói như vậy, lỗi là tại ta. Chính ta đã rời bỏ nàng. Ta đã gặp nàng trên đường, nhưng đã cố tình tránh mặt nàng, để nàng tìm kiếm cực khổ biết bao nhiêu năm rồng. Ta đã bịa chuyện người cùi tự tử để nàng đi bước nữa. Anh cho tôi nhờ một chuyện được không anh? Chuyện gì? Anh có nhớ người phụ nữ lúc nãy hỏi thăm về người cùi không? Người đó có quen với anh hả? Dạ. Nếu cô ấy có quay lại hỏi thì nhờ anh nói giúp là người cùi đó đã quyên sinh ở khúc sông này rồi. Đừng kiếm gì nữa mất công. Để tôi giúp cho. Dạ, đa tạ. Chính ta, chính ta đã gây ra hoàn cảnh éo le này. Trinh, nàng đừng làm vậy mà Trinh. Hãy nghe ta, nghe ta Trinh à. Cho dù vậy, nhưng mà làm vợ không kiên tâm thủ tiết thờ chồng, chỉ có cái chết này mới rửa hết tội. Trinh à, Trinh à đừng mà. Nếu như trên đời này không có nàng thì làm sao mà ta sống được nữa chứ. Xin lỗi phu quân, thiếp dạo đây cũng không thể chuyên tâm hưởng phước bên chàng. Xin chàng hãy lo cho các con. Thiếp xin lỗi. Trinh à! Trinh à! Trinh à! Trinh à! Trinh à! Trinh à! Làm sao mà ta tìm được một người vợ tốt cho nàng được chứ? Nếu như trên đời này không sống được với nhau thì cũng chết đi, chúng ta sẽ đoàn tụ. Anh Tân! Anh Tân! Trinh! Anh Tân! Trinh ơi! Ta mất vợ, mất bạn, giờ sống cũng bằng thường. Đưa ra vậy, sống cùng sống, chết thì cùng chết. Hai người, chờ ta, chờ ta. Có giả thiết cho rằng do sự gắn bó, sắc son và éo le của bộ ba này, Ngọc Hoàng cho họ hóa thành cái đầu rau, là một cách giải thích khác về sự chết ông Táo bà Táo vậy. Ăn đi, con gà cuối cùng trên ổ đó. Không lẽ là ta đã hết thời rồi sao? Thời chưa hết mà tiền thì hết rồi. Tôi biểu là ông nhận học trò đi, vừa có tiền đóng gạo, vừa có đứa đi ăn trộm về, có đồ cho mình hưởng lạc. Không nghe, hôm qua đã kéo một bầy lại xin học, đuổi hết không nhận đứa nào. Sao vậy? Đúng là đàn bà suy nghĩ nông cạn. Là sao? Nhận học trò thì cũng phải coi tướng, coi cẳng, coi chân nó đàng hoàng chứ. Với lại mình cũng phải làm bộ để tăng cái giá trị của mình chứ, đâu phải nhận bừa nhận bả như vậy được. Cũng phải coi cái thằng đó nó có máu hay không. Nếu nó có máu thì một phần, nhưng mà nó phải dễ sai, như vậy mình mới ăn được chứ. Trời ơi, bà làm gì vậy? Chồng tôi nghĩ xa đúng là không ai bằng, công nhận hay. Tôi phải suy nghĩ hàng trăm dặm kìa. Nè, ăn đi. Dạ, chào thầy, chào cô. Cô là Kế. Dạ, nghe danh thầy đã lâu, hôm nay con muốn tới tầm sư học nghề. Dạ, con chào cô. Dạ, con chào thầy. Dạ, con xin tự giới thiệu, con tên là Mu. Dạ, thưa thầy, con nghe danh thầy đã lâu ha. À, nghe nói là ai vô đây thầy cũng có giò, có cẳng, chứ không phải là nhận bừa nhận đại, đúng không? Thầy yên tâm đi, đối với con á là thầy cứ ra thử thách nào khó nhất đi, chứ không làm cái một à. Dạ.
Cho học nghề, cho học nghề. Thôi hai đứa ở đây học nghề ha. Dạ. Nhớ thu tiền nha. Dạ sao thầy. Dạ thầy à, không biết à, ngó bộ dạng của hai đứa con á, thầy ưng thằng nào ạ? À? Dạ thưa thầy, con á tuy lù đù, nói năng cục mịch, nhưng mà thầy nói sao con làm vậy, con sẽ cố gắng học không thua anh Mu đây. Cậu giới thiệu là tụi tao bắt cười rồi. Ta nói làm cái nghề này là phải nhanh tay lẹ mắt chứ lù đù làm được vậy hả? Từ lúc sào ruộng nhà tôi bị Hương Hào nó cướp mất thì giặt câu kiếm củi làm thuê làm mướn không cái nghề nào mà tôi không làm qua, mà sao cái nào cũng được thời gian rồi chật vuột hết. Còn xin ăn á thì ngó mình đành lặng vậy ai mà cho, chẳng đặng đừng còn cái nghề này. Dạ thầy, con xin thầy, thầy nhận giùm con cảm ơn. Làm cái nghề này nó vừa phải lanh lẹ mảnh lì lợm nữa thầy, con như con thấy ngó cái bộ nó như nó không nổi. Thầy thấy sao? Nó nói đúng, nhà ngươi á vừa thiệt thà vừa chậm chạp vừa khờ khạo. Ta e sao thầy, ngươi chọn lầm nghề rồi đó. Lầm rồi. Dạ thưa thầy, con ngó bộ lù đù nhưng mà được cái con không nề hà chuyện gì hết, có nhiều việc con cũng ráng làm cho xong. Nếu thầy không chê thì cứ nhận con về chỉ giáo, biểu con làm gì con cũng ráng làm. Nếu một lần không được thì con làm lần hai lần ba, từ từ rồi cũng xong mà thầy. Trời, con lại không cái nghề này người ta gọi là một phát ăn ngay. Ông nghĩ sao mà ông nói có lần thứ hai thứ ba? Không lẽ ông ăn trộm ông bị người ta bắt trong đây xí cho em xin lại lần nữa? Khổ ghê, nói chuyện với nó mệt quá thầy ơi. Dạ thôi vậy, nếu vậy con xin chào thầy, chào quên tôi về. Về đi. Đứng lại. Dạ. Ta nói không nhận hồi nào mà ngươi về. Tuy rằng ta không có nói là nhận hay là không nhận, nhưng mà để thử thách, tối nay hai ngươi sẽ quay trở lại đây rồi ta tính cho. Dạ dạ, con đã tạ thầy. Vậy tối nay hẹn gặp thầy ha. Dạ tối nay gặp lại nha. Dạ cho thầy con về. Trời, đây là lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên con thấy thằng ăn trộm đi chân sáo. Trời trời, khổ ghê. Thằng này nó làm lạ đời, ngược hơn người ta không thầy. Mà thầy nghĩ sao thầy nhận nó vậy? Tự nhiên sao ta thấy thích nó. Thích kỳ vậy. Nhà ngươi nghĩ coi, mày mưu nó kế, không phải là trời sinh một cặp sao? Đêm nay con cứ đi với nó đi, thử coi nó làm ăn say sợ sao, rồi ta sẽ tính. Cái ông già này già quá lẫn rồi sao? Kén cá trộn canh đã đời, rồi đi nhận cái thằng ngu vướng tay vướng chân, nguy hiểm. Vừa cái chia chát mình phải làm cho nó văng luôn. Một thằng ngu dễ sai, một thằng lanh song kiếm hợp bích, tụi đó thế nào cũng hốt ổ lắm. Làm xong tự động thằng này triệt thằng kia, mình khỏi động tay khỏe. Nhanh lên. Tới nơi rồi đó. Bây giờ dạ, hai đứa tự thân vận động nha. Dạ. Coi chừng lần đầu tiên mà bị bắt á là xui lắm á. Thầy, tự nhiên cái thì có chuyện chui xẻo. Nói vậy cho hai con đề phòng. Mờ là mờ hả? Thầy, tự thân vận động là sao thầy? Con sợ quá, có cách gì hết sợ thầy? Mày sợ quá thì biến đi, để tao nhắc ra như thổ đế. Có gì đâu mà sợ. Chủ nhà này á buông giải, mà là con gái ở quá, biết không? Đêm nay á đi vắng, không có mặt ở nhà, chỉ có đứa con gái thôi. Mà tiền và vàng á để trên đầu giường á. Bây giờ hai con vô lấy xong quăng ra cho thầy. Thầy đứng đây thầy đợi, nghe chưa? Dạ dạ. Chết rồi anh Bụi, tự nhiên tôi run quá, tôi đi không nổi luôn á. Mệt quá, làm cái gì run dữ vậy? Yêu mày đặt ra gió mệt không? Giờ làm không ha? Nếu mày làm thì theo tao, mà tao dặn trước nha, lỡ một cái chuyện gì á là manh nào nấy chạy thoát thân. Mày bị bắt mày khai ra giết mày luôn á. Anh Mù đúng là có khiếu thiệt ha, đi ăn chợ mà không sợ chút nào hết trơn. Đi đi đi, đi lẹ lên, quá lẹ lên. Đi đi sau lưng tao nè, lẹ đi đi lẹ.
gì đó. Vô. Để tao nói mày nghe, sư phụ mình nói á, là ngay đầu nằm á, nó có một túi vàng. Ha? Mày đi đi, mày vô trong đó, có gì yểm trợ tao, tao lên đầu giường, tao lấy túi vàng, hiểu không? Nhẹ nhàng, mày bình tĩnh đi, mày đúng quá sao làm được? Đi. Tao lấy túi vàng rồi. Hoài la lên chi vậy? Thầy ơi, thầy la lên chi vậy? Trời ơi. Chạy chạy. Ôi, đau đau đau. Buông ra, buông ra. Trời ơi, chết gì đi chứ? Đau đầu quá. Đừng có sợ. Năm mũi mới sợ, còn đã tóc, mình chỉ cần cắt phăng đi là được. Năm mũi, năm mũi, năm mũi. Anh Mu, à? Tôi chạy không nổi đâu. Bây giờ tôi sợ quá, hai chân tôi quýu hết trơn rồi. Trời ơi, mày quýu cỡ nào mày phải chạy. Mày không chạy, tao tới là mày chết à? Mày chạy đi, chạy đi, lẹ lẹ lẹ. Chạy. Được chỗ nào hết trơn, nó sợ quá hết chém về đây luôn rồi. Vậy là có một mình con lấy được túi vàng này đúng không? Đúng rồi, có mình con thôi chứ ai. Không những một mình con lấy được túi vàng mà con còn cứu nó nữa. Không có con hả? Nó bị con nhỏ chủ nhà túm rồi. Con giỏi quá. Mà thầy à, con thắc mắc vậy là thầy, sao tự nhiên thầy hô quán lên sùm luôn, trong khi là biết rằng tụi con đang cạn trống mà. Đó là phương pháp sư phạm của thầy. Vậy hả? Thử mà dễ quá thì sao gọi là thử, đúng không? Ta muốn coi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ai là người mưu trí, ai ứng phó lẹ hơn. Không phải bây giờ con tự tin hơn rồi sao? Tự tin rồi. Tự tin hơn rồi. Thầy, nếu mà nói vậy á, thầy có còn nhận kế nữa không? Con cứ đi cứu nó về đây đi, thầy tính cho. Hơi sức đầu cứu nó, cứ để nó trong đó cho nó biết sợ. Cái thằng ngó lù đù đó thì ra là mưu trí hơn mình. Ông già này mà biết được coi chừng mình bị loại. Phải tìm cách để loại nó trước mới được. Mm-hmm.
Ây da. Anh Bu, anh Bu. Ủa, cái bữa sao tự nhiên mình chui giống vậy? Tôi cũng biết nữa. Hôm qua sợ quá, tôi không biết sao tự nhiên chui vô đây được. Bây giờ muốn ra cũng không được, gai nhiều quá. Ừ, công nhận mày hay thiệt, chui được mà ra không được, hay thiệt ghê. Anh lấy dao chặt mất mấy cây này cho tôi ra đi. Ừ ha, đúng rồi. Bây giờ phải lấy dao chặt bớt mấy cái cây đưa mình ra mới được, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ừ ha, đúng rồi. Ý mà tao đâu có mang dao thôi đâu. Thôi bây giờ vậy nè, tao sẽ kiếm một cái gia đình này, tao tâm sự rõ ràng cái chuyện hồi tối với người ta, cái xong rồi tao mượn con dao tao chặt ra tao cứu mày ha. Hả? Gia đình nào? Nhà quan huyện đó. Ê, anh làm gì vậy? Anh tính báo quan hại tôi hả? Giỡn mày thôi, chứ dù gì mình cũng là anh em đồng môn mà, ai hại mày vậy, đúng không? Vậy là anh cũng sống có tình có nghĩa đó. Phải vậy chứ. Hay là anh về gọi thầy cứu tôi ra đi. Thằng trên đời này có thằng nào đi ăn trộm bị bắt xong rồi nhờ người ta cứu không? Chỉ có mày thôi. Mà mày biết không, mày mà nhờ thầy, mày biết thầy sẽ làm sao không? Thầy làm cách nào? Thầy làm như này. Bao người ta. Ê, ăn trộm. Anh làm gì vậy? Nè, ăn trộm. Nè, ăn trộm. Anh làm gì vậy? Nè, bà con ơi, bắt nó đi bà con ơi. Bắt nó đi bà con ơi. Anh làm gì? Ăn trộm. Ăn trộm đi bà con ơi. Ăn trộm đi bà con ơi. Bớt người ta ăn trộm. Ăn trộm đi bà con ơi. Ăn trộm. Cuối cùng nó cũng thoát được. Hay thiệt. Ông cười cái gì? Mỗi khi á, làm một vố đầu tiên thôi á, là mấy đứa học việc bị bắt hết rồi, coi như mình hưởng hết. Còn kỳ này á, hai thằng đó thoát hết rồi đó, tính sao giờ? Có sao đâu. Là sao? Trong hai thằng, thằng kế tuy khờ khờ nhưng mà rất là sáng ý và nhiệt tình. Thằng Mưu coi vậy mà tâm địa nó xấu xa, ghen ăn tức ở với thằng kế. Thế nào có một ngày nó sẽ hại thằng kế bị bắt. Cứ để hai thằng nó hại nhau đi, rồi mình ngồi giữa, mình hưởng lợi thêm vài cú nữa. Nhưng mà kỳ này nó thoát nè, mình phải chia. Chia thì chia. Thôi mệt quá, bà để tôi tính cho. Nó tới. Anh tính đi nghe. Dạ, dạ thưa thầy. Thầy, con mới nghe anh Mưu á giải thích, vậy là cái liệu pháp sốc của thầy con mới hiểu. À, cách của thầy á tuy độc nhưng mà hay thiệt. Nhờ vậy mà con mới biết trong lúc nguy biến á, con không đến nỗi vô dụng. Phải rồi, mà công nhận á, mày chạy cũng lẹ thiệt. Thì đúng rồi, trong 365 kế á, chạy là thượng sách mà. Ở đâu ra 365 kế? Chà, người ta có 36 kế ông nội. Ủa vậy hả? Hai đứa coi vậy mà giỏi. Coi như hai trò nó qua được cái vòng sát hạch rồi đó. Đây, đây là phần thưởng thầy chia cho hai con. Dạ. Ngồi xuống đi con. Dạ. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Xe tay ra. Dạ. Thầy, thầy cho con hả thầy? Con nhiêu đây hả? Vậy được rồi. Lão này chỉ dơ, công mình chứ chết mà thí cho có một nén vậy. Đang học nên thôi nhịn, nhưng mình phải nhanh chóng thoát khỏi lão ta. Nè. Dạ. Từ nay hai đứa sẽ liên thủ làm ăn, ráng làm được vài cú lớn nữa đi, thầy sẽ cho hai đứa ra nghề. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Từ nay cha không phải làm gì hết. Con trai của cha đã kiếm được tiền rồi.
Con làm gì mà có được nén vàng này? Cha, cha sao vậy? Lần đầu con trai của cha kiếm được nhiều tiền như vậy, đáng lý ra cha phải vui chứ. Sao cha lại nhăn nhó như vậy? Thì con làm nhiều thứ lắm, cái gì con cũng làm hết. Con làm được những cái gì? Thì ai kêu gì con làm nấy. Sau đó con gom góp tiền mới mua được cái nén vàng này. Cha, từ nay cha không phải lo gì hết. Cha muốn ăn gì thì cứ ăn, không cần phải tiết kiệm nữa. Con à. Dạ. Gia đình ta mấy đời là nông dân cơ cực, có đủ ăn là may lắm rồi. Con đừng mơ tới mấy nén bạc, đằng này con có cả một nén vàng. Cha không cần biết con làm gì, nghe cha dặn, nghèo cho sạch, rách phải cho thơm. Làm gì thì làm, miễn sao tối đặt lưng xuống ngủ, không bị giật mình lúc nửa đêm là được rồi. Con nhớ chưa? Dạ, con biết rồi cha. Cha cứ yên tâm, con ngủ ngon lắm. Được chưa? Xin mời phu quân. Cảm ơn phu nhân. Không có chi. Nghe đồn hôm nay hai đứa nó đi mần ăn ở tiệm bạc, ba ngày ban mặt, ông có chắc nó làm nổi không đó? Phu nhân khéo lo, nổi á thì nó đem về cúng cho vợ chồng mình, còn không á thì tụi nó sẽ bị bắt. Ngày này nó lại vậy mà. Ngày xưa tôi cũng vậy thôi. Nghĩ cho cùng tụi này nó ngu thiệt, không bằng một gốc con ngày xưa có đúng không? Trời ơi, ông hồi đó nhớ không? Một thân một bình mài mò tìm cách ăn trộm. Trời ơi, nghĩ sao mà ăn trộm cũng phải đi học á. Ngu thiệt là ngu. Nếu mà không có những thằng ngu như vậy thì tôi với bà đâu có ngồi không mà hưởng lạc. Nói vậy chứ không phải dễ đâu. Cũng có những cái mánh khóe mà tôi đúc kết được của mười mấy năm qua mới được chứ bộ. Bà cứ im lặng đi, để tôi tính cho. Thì em đâu có nói gì đâu. Nó tới kìa, tôi đi vô á. Dạ thưa thầy, bạc đây à. Dạ, dạ. Giỏi, con giỏi lắm. Dạ. Sao, mỗi lần đem chiến lợi phẩm về con thấy trong người đã không? Dạ, dạ, đã thì cũng đã đó. Nhưng mà cha con cứ nghi ngờ hoài, cứ nghĩ con làm gì bậy bạ mới có được một thỏi vàng. Con phải nói xạo với ổng mà ổng còn không tin nữa. Đúng là cái thằng này. Vậy lần sau đưa cho ổng ít lại để ổng khỏi nghi. Thầy giỡn thôi. Bây giờ thầy có phi vụ mới. Ngồi xuống đi thầy nói chuyện. Dạ. Thầy có phi vụ mới muốn giao cho tụi con. Dạ, chuyện gì thầy? Trộm của người thường thì trộm rất là bình thường, trộm của dân trong nghề mới là hay. Làm được như vậy coi như con là vua trộm. Tối nay dọn nhà thằng Nhất cho thầy. Hả? Trời ơi thầy, cái ông Nhất đó là tướng cướp đó thầy, có nguyên một băng đảng ở trên sông luôn. Con mà bị bắt là bị cắt cổ chắc đó thầy. Nếu con làm được thì con mới là người bản lĩnh. Nếu con muốn nổi danh vua trộm như ta thì làm đi. Thầy thấy con có tương lai với nghề, ráng đi con. Thầy, con có tương lai hả thầy? Dạ, cảm ơn thầy. Thầy, có hai thằng à mà thầy nói nó là vua trộm, vậy con là vua gì? Ý của thầy á là hai đứa con một chín một mười, đâu có đứa nào thua đứa nào đâu, đúng không? Thầy, nếu mà thầy nói vậy á thì trong hai đứa con á phải có đứa hơn đứa kém để con biết giai thứ, đúng không? Lần này tụi con sẽ so tài với nhau. Tôi thấy không cần đâu. Anh á lớn tuổi hơn tôi, mặt cũng già hơn tôi nữa. Anh cứ làm quên đi, tôi làm đệ. Không mày, ý tôi nói là tao muốn phân cao thấp là cao thấp trong nghề kìa. Nếu mà mày làm được cái vụ này trót lọt á mà vượt mặt tao á, tao sẵn sàng bái mày làm huynh, còn tao làm đệ. Được lắm. Vậy thì hai đứa con hãy nghe đây. Ngôi nhà lớn ở phía tây cổng làng chính là nhà của thằng Nhất. Mà thằng Nhất lúc nào nó cũng ôm khư khư cái túi tiền vàng trong người của nó. Ngay cả đi ngủ
nó cũng ôm. Bây giờ hai đứa con làm sao lấy được cái túi vàng trong người của thằng Nhất cho thầy, đặc biệt lấy luôn bộ đồ nó đang mặc trong người cho thầy luôn. Ừ, lấy luôn bộ đồ hả thầy? Đúng. Lấy chi vậy thầy? Thầy mặc cũng có vừa đâu thầy. Ừ. Cái thằng nó khởi sợ, chắc chắn là thầy mặc không vừa rồi. Thầy lấy cho con phải không thầy? Chuyện đó tính sao đi. Nhưng mà nói nghe, mày thấy có kỳ không? Mình á đem về cho ổng một túi ngọc, mà ngược lại ông bố thí cho mình da đồng bạc lẻ. Mày thấy có tức không? Ý anh là anh chết đó hả? Chứ gì nữa, tao thấy giống như là ông đang lợi dụng hai đứa mình á. Tôi á thì thấy đâu có gì đâu. Hồi xưa đi làm cực khổ biết bao nhiêu, còn bị người ta mắng chửi nữa, mà đâu có nhiều tiền như bây giờ. Tôi thấy như vậy là tốt lắm rồi. Chỉ có một cái, sao cha tôi không vui. Rồi tối ngày hỏi là tiền ở đâu ra hoài. Rồi à, mày nói với ổng sao? Thì phải nói xạo chứ sao. Cha tôi mà biết tôi làm nghề này á, chắc tự tôi luôn. Còn anh thì sao? Tao thì tao quan tâm. Nói chung là có tiền đỡ hơn chết đói, đúng không? Ông muốn sống một cuộc sống giống như ông thầy mình đang sống vậy đó. Nếu mà giàu hơn thì càng tốt. Tôi cũng chẳng biết sao nữa. Thôi tôi về thăm cha đi. Tối gặp lại anh sao ha. Nhớ đúng hẹn ngang. Tôi biết rồi. Cái thằng không biết nói nó dại hay là nó khờ nữa ta. Cha đang sửa cái nơm cho ai vậy? Cha sửa nơm của nhà, để ngày mai cha đi đơm cá. Nếu mà cha ở nhà buồn thì cha đi nơm cá cho vui thôi. Còn dư cá nè, cha mang cho bà con hàng xóm ăn đi, chứ không cần phải làm cực mà đội mưa nắng như vậy nữa đâu. Nhà mình bây giờ đâu có thiếu đồ ăn. Cha, hôm nay con mang thêm tiền về cho cha nè. Cha cứ xài hết đi, hết con sẽ đưa tiếp. Kế à? Dạ. Gần đây cha nghe thiên hạ xôn xao đồn rằng con hay qua lại nhà thằng cha trộm thất ở xóm trên đúng không? Dạ. Chuyện đó thì dạ tại vì lão đang nhờ con sửa lại cái mái nhà nên con có ghé qua mấy lần. Có thiệt là như vậy không? Dạ thiệt. Vậy còn cái số tiền vàng thỉnh thoảng con đem về cho cha có liên quan gì đến chuyện này không? Dạ không. Con nói thiệt mà cha. Cha, cha cứ cầm lấy số tiền này mà xài đi. Bây giờ con phải đi bàn chuyện làm ăn với một anh bạn rồi. Cha ở nhà nha, con đi. Cha, cha cứ việc ăn cơm trước đi, không còn chờ con đâu. Giỏi, hai con giỏi lắm. Kỳ này hai con giỏi lắm. Dạ. Y như thầy ngày xưa vậy đó. Dạ. Nè, uống đi, uống đi, chúc mừng hai con. Vô. Giỏi lắm, khá lắm. Thầy hay, nếu mà nãy giờ thầy khen tụi con nức nở vậy á, vậy tụi con ra trường được rồi thầy ha. Mới có khen mấy câu thôi mà lại đòi ra trường rồi. Chưa đâu con. Dạ. Còn nhiều cái bí quyết lắm, để từ từ rồi thầy chỉ thêm cho. Dạ. Dạ. Bây giờ có một cái phi vụ mới. Đề bài kỳ này là hai đứa tự động kiếm mối, thầy khỏi chỉ. Trời, sao thầy làm khó tụi con quá vậy thầy? Tụi con biết mối đâu mà kiếm. Đúng rồi thầy ơi. Thú thật với thầy là con của con nó bệnh nặng lắm. Con đang cần số tiền lớn để nhờ thầy thuốc thang chữa bệnh cho nó. Nếu mà tụi con làm theo cái đề bài như thầy nói á, là tụi con tự kiếm mối. Vậy thầy cho tụi con á, khi nào kiếm được á, cái mình chia đều. Con thì sao cũng được thầy. Được thôi, được thôi. Muốn chi á thì thầy chia cho. Ngay cả các con muốn ra trường, thầy sẵn sàng cho các con ra trường. Dạ. Dạ. Nhưng mà
Thầy chỉ lo một điều là không có thầy bảo kê, lỡ mà dính vô cái bọn chức việc thì thầy e là dạ khó à. Cũng lộ mặt rồi đó. Anh nói gì vậy? Còn gì nữa? Tao mới vừa thử cái chuyện con tao, ổng chẳng những không giúp ha, rồi ổng còn nói á là nếu mình ra riêng á, ổng kêu lính bắt nữa, mày thấy không? Thầy kêu lính bắt mình sao? Nhưng mà mình đâu có kêu ra riêng đâu. Trời, mày ngu quá. Bây giờ vậy nè, mày nghe tao bàn nè. Cái phi vụ này là tao với mày á, mày dính bớt, mày hiểu không? Tức là không đưa thầy sao? Tao muốn trộn trọt mày quá. Ý là tao nói hai đứa mình chia đôi, hiểu không? Kệ lão đi. Tao nói nghe, tao biết được nhà Phú Hộ Thăng giàu lắm, đêm này xử luôn. Vậy là đêm nay luôn hả? Thế quyết định gì đi hả? Được rồi, để lần này tôi nghe anh xem sao. Thôi vậy nha, tôi đi trước, có gì tối gặp. Không có phải quý quá gì mày đâu. Tại vì cái nhà đó nhiều gia nhân với chó dữ, nên nhờ mày đánh lạc hướng cho tao chạy thôi. Còn bao nhiêu của cải hả? Tao cơm, tao chuồn. Không có thầy, không có bạn gì hả mày? Nhiều vậy làm sao mang ra ngoài được? Giờ sao? Được rồi, để tôi tính. Nè, gì vậy? Anh giữ tay nải này đi, anh ra ngoài nghĩa địa chờ tôi đó. Ra đó anh mở tay nải này ra, anh tự khắc sẽ biết làm gì, hiểu không? Trong này có đồ để dùng hả? Đúng vậy. Kêu tao ra nghĩa địa chờ hả? Chỉ có như vậy mới lấy đồ được thôi. Mày cẩn thận nha, tao đi trước á. Đi à. Đi đi. Cẩn thận. Rồi. Cẩn thận nha. Giải tội nghiệp phù hộ cho gia đình của con. Không hiểu sao lâu nay vợ con nó bệnh hoài à. Đi biết bao nhiêu thầy lang rồi mà nó cũng không hết. Mong tội nghiệp phù hộ cho gia đình con, giúp đỡ cho gia đình con. Nếu mà vợ con hết bệnh, con sẽ cúng con heo. Dạ, con cảm ơn tổ. Ai đó? Đứa nào vậy? Hồn lao. Dạ xin lỗi, dạ đây là ai vậy? Thần thánh hay là ma quỷ? Nói chung là ai đi nữa cũng đừng có hại con, cũng sợ lắm. Ta chẳng phải ma quái hay thánh thần. Dạ. Mà ta không phải ai xa lạ. Ta chính là ông tổ của ngươi. Người mà ngươi vừa thắp nhang cúng bái xin xỏ này nọ đó. Dạ được. Dạ. Dạ con lại ông tổ. Dạ gia đình con có gì sơ suất mà ông về
ông về cũng sợ lắm ông ơi. Sơ suất gì à? Ta đang tức giận đây nè. Dạ. Giờ mà cứ còn hỏi nữa. Dạ, ông giận gì vậy ông? Vì gia đình con cũng nhang khói đầy đủ cho ông hết rồi mà. Thì mà chính vì đêm nào nhà ngươi cũng nhang khói nghi ngút, khiến hồn ta không thể nào siêu thoát được, nên cứ quanh quẩn ở trong ngôi nhà này. Chính vì vậy âm khí quá nhiều đã gây nên bệnh của vợ nhà ngươi. Nếu như dạ, ngươi muốn vợ nhà ngươi khỏi bệnh dạ, thì làm cái lễ đưa ta ra mồ. Dạ, được. Nói vậy là bao lâu nay ông lẩn giận ở trong nhà con hả ông? Dạ được rồi. Dạ để con làm lễ con đưa cho ông đi liền. Được rồi, ta thích mấy cái đồ ở trong tủ này, đem hết đi cho ta. Dạ. Nghe không? Dạ, con làm liền. Ôi kỳ vậy, tự nhiên biểu mình ra đây sớm giờ chi không biết nữa, không biết nó có ra không trời. Sao mình ngu vậy ta? Tự nhiên ra đây trước đãi mũi à. Đã vậy nó nói trong tay nãy này có đồ nghề, phải vậy không ta? Thôi kệ, ngồi đây đợi nó coi sao. Dạ, thưa ông, con đã chuẩn bị xong hết rồi. Dạ bây giờ con chỉ cần gom đồ trong tủ nữa là đủ rồi. Được rồi. Dạ. Ra đây. Dạ. Ôi trời ơi. Ta cấm ngươi dạ, không được nhìn thẳng vô mặt ta, nếu không ta sẽ phạt đó. Dạ. Ta ra ngoài đợi đó. Dạ. Trời ơi. Ghẻ nó đi ơi. Trời ơi, nhanh vô đây làm gì ông? Ghẻ nó để ông tổ mở. Chân nó chết hết. Dạ. Lẹ lên, mau kéo tao. Lẹ lên. Có theo liền. Ông tổ ơi, ông tới chưa? Sao tự nhiên ông ra cái đĩa âm khí quá chừng, sợ quá ông ơi. Các ngươi đừng có sợ, cứ từ từ, để ta gọi bà ra nói chuyện với các ngươi. Còn ai nữa vậy ông ơi? Bà ơi, ra đây cho con cháu nhìn mặt nè. Bà hãy hiện lên đi. Ông ơi, hai người đứng đó, để vợ ta chọn một đứa xuống dưới phụng dưỡng cho bà. Công nhận của bà thiệt chứ, từ nhà lão ấy ra đây cũng xa. Mắc cười quá. Công nhận với tụi nó chạy mệt mà đã quá. Quỳnh thấy không, ta nói rồi Quỳnh phải tin ta chứ. Không nha, công nhận nha, kế sách của ngươi hay thiệt, phải công nhận. Nói chứ gom đồ lẹ đi vậy. Ở đây ngồi nó ớn lạnh sao á. Đúng rồi, ta cũng thấy ớn lạnh quá. Đi. Ừ. Cái bản đồ này mình về cái anh em mình âm thầm chia đôi. Ta nói kỳ này vô bánh. Đi. Trời ơi, lạ lạ ông tổ. Con không ngờ ông tổ lại có thiệt à. Cũng lạ ông tổ à. Ông tổ đừng giả, con chỉ muốn lấy đồ người ta, nên con giả dạng vậy thôi. Còn không muốn xúc phạm gì ông á. Ông tha cho con đi, ông tha cho con đi mà. Tha cho con đi à. Ui, sao giọng ai nghe quen quen vậy ta? Ta nè. Sư phụ. Quên. Làm gì vậy? Quên bất phụ cái chuyện chết thầy đó. Trời đất ơi sư phụ, mà sư phụ ác quá. Sư phụ biết ta sợ mà sư phụ đành lòng nhắc mà. Xem chung sư nữa, đã tìm chết luôn á. Cho bỏ cái tật. Sợ ma, mà đi nhắc ma người ta. Sao? Hai con tính qua mặt thầy ăn trộm một mình hả? Đem về nhà, tao tính. Tao biết rồi, lão bợm già đó giả bộ dạy mình, sai tụi mình đi kiếm ăn cho vợ chồng lão thôi. Tao với mày hố rồi. Chứ giờ phải làm sao anh?
mình kiếm cách đánh lẻ được lúc nào hay lúc đó, rồi từ từ cây mình kiếm cách mình chuồn, hiểu không? Vậy đi, nghe lời tao đi ha. Mày có thấy cái túi tiền của ông lão đâu? Nhắc ngay quần đó, thấy không? Thấy. Bây giờ vậy, tao với mày tìm cách trà trộn như đó. Mày giả bộ mày kiếm cách, mày lưng la vô mày nói chuyện, còn tao lấy túi tiền, được không? Được. Làm. Được gì chia ra. Ừ. Dạ. Ôi, dạ. Cá bán sao vậy anh? Anh mua hết đi, tôi bán rẻ lại cho. Chú tính mua hết mớ cá này hả? Mua hết thì ăn không hết, mà mua nữa hồi không bán. Công nhận cá ngon quá ha. Tuyệt đối luôn. Hay là bây giờ mình mỗi người mua ít đi, chia nhau ra. Ai lấy được nhiều lấy. Dạ. Thôi giờ cậu bán mỗi người nữa ha. Dạ. Anh để cho tôi một con đi. Trời đất ơi, cái túi tiền tôi đâu rồi? Ủa, mất tiền hả? Cái thằng này hồi nãy nó đi chung nè. Cậu đứng lại, thằng kia đứng lại. Tôi đâu biết hắn lại đâu. Nếu mà là đồng bọn á, tôi phải đi chung rồi chứ. Anh còn lấy thấy đi chung rõ ràng mà. Trời ơi, nữa. Thôi chết tôi rồi ơi. Trời ơi, tiền để kỹ bên cho vợ mà bây giờ bị mất hết rồi, biết làm sao đây. Ông trời. Đúng là loại người chỉ biết sống trên mồ hôi nước mắt của người khác thôi mà. Trai tráng cao to như vậy không chịu đi làm ăn, chỉ biết trộm của người khác. Đồ ăn cướp, bất lương, đồ bất lương. Người ta già cũng không tha nữa. Con nói thật cho cha nghe, có đúng như vậy không? Cha đang nghe đầy hai cái lỗ tai rồi đó. Cha, con đang định mua cá về nhà. Con biết hồi này cha đang đơm cá, con đem cá về nhà làm cái gì? Vợ người ta đang bệnh hoạn, con lấy hết tiền của người ta, lỡ người ta chết thì sao? Cha, con không có. Con, nếu cha không tin, cha cứ khám người con đi. Nếu có đồng nào á, con đi bằng đồng. Công nhận hai đứa này nó khá thiệt các ông ha. Nhưng mà ê, tụi nó giỏi như vậy á, thế nào cũng đòi ra riêng đó. Giờ mình tính làm sao? Cử gì ông nội? Tôi là thầy nó mà, làm sao mà nó ra riêng được với tôi hả bà? Sao ông dám chắc? Thằng Mưu, cái giả tâm của nó quá lớn. Trong khi cái tài của nó thì chưa theo kịp được cái giả tâm của nó. Nó sẽ tự đưa nó vô trồng bây giờ. Mà vô cô bác ơi. Xem hàng đi chú em. Này nhiêu cái? Chỉ 2 quan tiền thôi, rẻ lắm. 2 quan tiền thôi à? Khổ quá ông ơi, cho con ít bạc lẻ đi ông. Còn cái này, nhiêu cái? Dạ, cũng 2 quan tiền. Dạ, cảm ơn ông. Mời ông chủ, vào lựa đi ông chủ. Chỉ có 2 quan tiền. Mấy cái món đồ này sao mình thấy nó quen quen vậy ta? Ông lão, ở đâu ông có mấy cái món đồ này vậy? Đồ gia truyền của nhà tôi. Vậy à? Mà sao ông lại thấy nó quen quen? Chuyện nó là như vậy. Mấy hôm trước ở nhà tôi có xảy ra một chuyện lạ. Tổ tiên nhà tôi hiện về kêu gom mấy cái đồ này đem ra mộ cho ổng. Chắc có lẽ đồ giống đồ thôi mà. Làm gì có chuyện đó? Chắc của ăn trộm quá, mua vô xui quậy lắm. Tôi không mua đâu. Chú em à, anh ơi, không phải như vậy đâu. Anh ơi. Dạ cảm ơn. Dạ. Mua đồ đi chú em. Ông ơi, tôi á tuy thân tàn ma dại, tôi xin đồ ngay thôi, chứ đồ ăn cắp tôi không lấy đâu. Ông nhận lại đi. Thank you.
Đây là đồ của con mình đi ăn cắp. Giỏi. Dạ. Hai trò của thầy giỏi lắm. Dạ, dạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Không cần thầy phải chỉ dẫn mà hai con cũng làm được cái vố này. Dạ. Giỏi giỏi. Thằng Mưu. Dạ. Nhìn con lỗi đời. Dạ. Nên cái mặt con già chát. Dạ. Mặt con già gần bằng thầy rồi con biết không? Còn thằng kế. Dạ. Coi vậy mà thông minh. Đưa ra nhiều kế sách hay. Dẫn dắt khéo léo. Con xứng đáng là làm huynh. Thằng Mưu, mặc dù cái mặt con già chát, con phải làm đệ thôi. Và bây giờ cái điều quan trọng thầy sắp nói ra với các con. Thầy nói ra cái này thầy đau lòng lắm. Chuyện gì vậy thầy? Các con bây giờ cứng nghề rồi, tự lập được rồi. Các con xuống núi đi. Ở đây có núi đâu xuống. Ý thầy nói là ra nghề. Khổ thầy ghê luôn. Mà giờ con hỏi thầy nè, chưa xong gì hết là con cũng có công vậy. Con có công là con lựa chỗ, dẫn dắt. Nó chỉ đưa ra kế sách, nó sáng kiến, nó sáng ý về phút chót thôi. Cái tự nhiên giờ thầy phân nó hơn con. Có phải thầy bị mặt con không? Dạ đúng rồi đó thầy. Ý con là tất cả là anh Mưu dẫn dắt hết. Con có công cán gì đâu. Thầy cứ để anh Mưu làm quên đi, con làm đệ. Chứ mặt con vậy làm quên kỳ lắm thầy. Biết điều. Thầy không thể nào làm trái với lương tâm của thầy được. Biết làm sao? Thầy chỉ nhận định theo thực tài của mỗi đứa thôi mà. Thầy cứ vậy hoài. Nếu thầy nói vậy đi, thầy nói con thua nó đúng không? Bây giờ coi như chuyện nó bỏ đi, cho con làm một vố nữa đi, rồi lúc đó mình phân định sao. Thôi được rồi, thầy chiều theo ý của hai con. Cho hai con một cơ hội nữa. Sắp tới làng có cung đình, chắc chắn là bọn trưởng giả gần xa sẽ đem tiền vàng đến cúng cho tổ đình. Quơ của nhà người ta lén lút trong đêm là đã khó rồi. Đường hoàng lấy của làng trước mặt bá quan càng khó hơn. Và lộ ra sẽ bị người ta đánh chết. Đứa nào mà làm được thì đứa đó mới xứng đáng là vua Trộm. Vô kìa, đó. Độc quá anh Bùi. Giờ làm sao đây? Chắc phải nửa đêm người ta mới về. Bạn nghe thầy nói, phải gom đồ trước mặt những người đó. À, mà ông nói mày là thằng ngu mẹo lắm mà, không giỏi nghĩ cách đi. Nhưng mà lần này lỡ bị bắt là người ta đánh chết luôn á. Bây giờ trùng quá, không nghĩ ra cách gì hết trơn. Mà sợ nhất là cha tôi biết được là tự tôi luôn á. Mày lần nào cũng giả bộ rung đồ này nọ mà lúc nào mà cũng giành thắng. Mày diễn với tao hả? Đâu có, tôi nói thiệt mà. Chẳng qua là sợ quá, cái khó đó lo cái khôn thôi. Bình thường tôi có làm gì ra hồn đâu, anh biết mà. Vậy là chắc là tao phải làm cho mày sợ rồi, đúng không? Hả? À, bây giờ mày muốn mày tự làm cho mày sợ hay mày muốn tao la làng lên? Thôi được con, để tôi thử. Thử đi. Nè, nhưng mà lần này không phải như mọi lần đâu nha. Mất mạng như chơi đó. Bây giờ anh đi vô trong đứng với mọi người đi. Có gì tùy cơ ứng biến, giúp tôi một tay nha. Để đi. Đi. Đi lễ lên. Khổ ghê. Không biết đâu thằng này, nó khờ hay nó khôn nữa. Thiệt tình. Kính thưa bà con, hôm nay là ngày cúng ông. Quan chức hội tề trong làng đã tụ về đây đầy đủ. Bây giờ chúng ta hãy thắp cho ông một nén nhang, để xin ông một năm làm ăn thật là suôn sẻ, an lành,
và gặp nhiều may mắn. Mời bà con. Là tổ đình đây. Trời ơi, có thần xuất hiện hả? Hiện linh dữ người ta. Các ngươi không được nhìn lên, hãy mau để đồ cuốn lại và đi ra ngoài đi. Dạ dạ, đúng rồi, đúng là ông tổ đình rồi. Ông tổ đình hiện linh quá. Đứng lại. Các người có nghe không? Bước một bước nữa là học báo chết liền, nghe chưa? Thôi. Dạ, ra ngoài đi. Dạ dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Đi đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi, ra ngoài đi. Nhanh lên. Ý, sao còn nước đây? Sao không đi đi? Yên tâm, trời ơi, tổ là bạn đồng nghiệp của tôi mà. Cái gì? Trời ơi, cả gan ha. Ông dám nói ông là bạn của tổ hả? Trời ơi, ông thiệt là phạm thượng. Ông không sợ tổ dặn hỏng ông học máu chết hả? Tại kia, còn không ra ngoài, ta cho học máu chết ngay tại chỗ bây giờ. Dạ dạ. Đi đi đi, tổ linh lắm, giật chết giờ. Thôi đi à. Thôi đi 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 đi. Kế, kế, mày đâu rồi? Tôi đằng sau tủ thờ nè, đằng sau đi. Mày đâu? Đằng sau tủ thờ. Tủ thờ hả? Anh làm tôi muốn đứng tim luôn. Phải công nhận mày giỏi thiệt. Tôi đã nói rồi, ông thần ổn linh lắm. Tôi nhớ rồi, còn một thằng nó ở trong đó, nó không chịu đi ra. Trời ơi, không biết ông tổ có giật nó không nữa. Sao nó liền dữ vậy? Thôi được rồi, bây giờ hai đứa mình chia đều rồi chui ha. Không được, mấy người đó đang ở ngoài, anh nghĩ sao mình đi được. Bây giờ anh giả vờ phục tôi rồi đi ra, sau đó mình chia đồ ăn đồ chia đủ mình đi về. Mày tính tao khờ hả? Chứ phải mày tính mày đem về mày dâng cho lão Trộm Già để ông tấn phong mày, ông phong mày làm vua trộm hả? Không, tôi nói thiệt đó, nếu anh không tin á thì tôi thề cho anh coi. Có cái gì để tao tin lời thề của mày? Thôi về về đi, tôi lại lưỡi anh liếm, anh lại lưỡi tôi liếm, nếu á mà ai trái lời thề thì sẽ bị học báo chết tươi. Có tổ đình làm chứng nè, anh chịu không? Mày nói gì? Tao thè lưỡi mày liếm. Rồi mày thè lưỡi tao liếm lại. Có tổ đình làm chứng nè, yên tâm đi, ai mà trái lời thề học báo chết tươi liền nha. Làm luôn mày, quyết định như đi. Ghê quá. Thôi bây giờ cũng làm thế ý mày đi, nhưng mà lấy tay bịt mắt lại, mày thè lưỡi thấy gớm quá. Thôi được rồi, bịt mắt thì bịt mắt. Ông báo rồi. Thằng quỷ này nó cắn sâu thiệt. Lễ vật nhiều quá, đúng là không uổng công. Anh Mưu ơi, anh Mưu, vô phụ tôi khiêng lễ vật ra nè. Anh Mưu ơi. Dạ.
nay con còn chối nữa không? Cha già rồi, đâu thể nào cứ ngồi ăn trên đồng tiền mà con ăn trộm. Cha, cha, con biết tội rồi cha ơi. Cha đi về. Cha, con muốn làm gì thì làm đi. Cha ơi, con biết tội rồi mà cha. Cha ơi, cha, cha. Ê, ê, ê. Người là ai vậy? Với lại tao mới thấy ai đi ra vậy? Hả? Cha tôi đó. Cha tôi đã biết hết chuyện và bỏ đi rồi. Giờ tôi mới thấy có tiền có của bà bị khinh ghét cũng như không. Nếu anh muốn, anh cứ giữ hết những đồ này đi. Còn cái danh du trộm anh cũng lấy luôn đi. Tôi phải đi tìm cha tôi đây. Tôi không quay lại nhà thầy nữa đâu. Tao cũng thấy mày nói đúng. Tự nhiên cái mình chạy theo cái hảo danh làm cái gì, đúng không? Từ lúc gặp mày tới giờ, tao cảm nhận được một điều là trên đời này chỉ có mày tốt với tao thôi. Mày giải dây cho tao mấy lần rồi, chứ mấy tao bị người ta túm cổ rồi. Chỉ có một cái lần này mày chơi ác quá, căng cái đứt lưỡi, thấy gớm quá, thấy không? Nói mày nghe, mình là anh em tốt với nhau, không đáng sao tự nhiên sưng si về cái danh ảo làm gì, đúng không? Giờ nè, nghe lời tao, chạy theo cha liền, thấy không? Ổng đi là mệt lắm á, chạy đi, nhảy lên. Tôi hiểu rồi. Cha ơi, cha. Trời, nhìn thấy tình cảm cha con đứt ruột kìa. Sao kỳ vậy? Sao tự nhiên thấy nó lạnh lạnh sao ta? Cha ơi, ấy lộn, cha ơi, chờ tao với. Tụi nó bỏ đi hết ráo rồi, bây giờ sống sao đây ông? Bà cứ khéo lo. Thời nào mà không có những đứa thích ngồi không mà hưởng lạc. Từ từ, không có đứa này thì có đứa khác, lo gì? Yên tâm đi, thế nào nó cũng tới thôi. Dạ, con chào thầy, con chào cô ạ. Tới đây làm gì? Con tới đây để con xin thầy theo học nghề ăn trộm ạ. Sau khi đuổi theo cha, được cha tha thứ, Kế quyết trở về sống cùng cha bên căn nhà tranh. Hai cha con cùng đi bắt cá, làm thuê, sống một cuộc sống yên bình. Kể từ khi Kế bỏ đi, Mưu nhiều lần ăn trộm bất thành, bị bắt và bị đánh, nên hiểu ra hậu quả của việc ăn trộm. Trả lại tiền của cho người bị trộm, Mưu dần hoàn lương, làm ăn chân chính. Còn vợ chồng người thầy, do thói quen ngồi không hưởng lợi, nên cũng không có kết quả tốt, gặp phải những tên học trò dở dở ương ương, sau đó bị quan quyền trừng trị tội. Nhan đi chị. Nhan đi chị. Điện thoại nhiêu cái vậy chị? À vậy hả? Đây, đây cho chuyện cái. 2 đồng chị ơi. Chị cây đó. Mua đi chị. Cây đây. À. Rồi. Bán chị. Con mua nhan con đi cô. Chú ơi, mua nhan chú ơi. Trời, tiền của tôi đã mất hết rồi. Trời, tiền tôi đã mất hết rồi. Tôi để đây nè. Xin tiền
Làm ơn, tối qua coi qua cho tôi xin tiền. Ôi trời ơi, ông già bị sao vậy ông già? Không có tiền cho xin tiền đi. Trời ơi, vậy á hả? Nè, ông cầm cái này nè, ông đi mua cơm ăn đỡ đi. Trời ơi, tội nghiệp quá, ông già cả rồi. Đói quá, khát quá, cho tôi ăn, cho tôi uống đi cô bác ơi. Đói quá, khát quá. Trời ơi, sao giống ông già nãy dữ vậy trời? Hả? Trời ơi, trời má, má. Ta phải nghe lời cha mẹ, lên tỉnh đi học một thời gian để có cái nghề. Ta biết mẹ cũng không vui gì, vợ chồng lấy nhau lâu năm thôi, bây giờ phải cách xa, ta đau lòng lắm. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Cha mẹ vì lo lắng cho chàng nên mới quyết định như vậy. Chàng ráng lo học để có cái nghề rồi về với em nha. Một thời gian ngắn thôi là chàng sẽ học xong. Nhưng mà xa nàng một ngày, ta đã cảm thấy nó dài hơn một năm. Nàng bắt ta phải sống làm sao đây? Ta phải sống như thế nào đây hả? Chàng đừng có bi lụy như vậy. Thoát một cái á, là vợ chồng mình sẽ được kề cận bên nhau mà. Bây giờ chàng cứ đi học đi. Khi chàng về, lúc đó em sẽ vui hơn. Bởi vì chàng đã thành tài. Lên trên đó không có em chăm sóc, chàng ráng lo cái ăn, cái ngủ. Đừng để hao tâm khổ trí rồi sinh bệnh nha. Ta biết rồi. Để đừng quá lo lắng. Bà ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Chàng lên đường đi. Chồng con nó lên tỉnh lo học là để lo cho tương lai sau này. Con nên khuyến khích chứ đừng có bệnh rịnh như vậy mà làm chùng chân nó, biết không? Dạ thưa cha, con biết rồi. Ông à, ông làm như vậy á có quá khắt khe với con dâu không? Hai đứa nó là vợ chồng son thì dĩ nhiên chia tay nhau thì phải bệnh rịnh rồi.
Tôi làm vậy là muốn tốt cho vợ chồng nó, chứ có hà khắc hay là ép ủ nó gì đâu. Từ lúc thành gia làm thất tới giờ, con trai mình nó không có biết gì đến chuyện nhà, chuyện cửa. Cứ quấn quýt riết bên vợ nó, không màng thế sự. Cả cái chuyện mà theo tôi buôn bán nó cũng bỏ mặt. Ông nói như vậy tôi nghe cũng phải. Cầu mong sau khi nó xa vợ nó, nó sẽ dồn tâm huyết vô để mà học nghề. Mong là vậy. Nàng ơi, nằm ở cửa cho tay với. Ai đó? Là chồng của nàng đấy. Ơ, sao chàng lại quay về giờ này? Sao chẳng phải là... chẳng phải chàng đang học nghề trên tỉnh sao? Nàng nhớ nàng quá. Ta xin phép đây, để cho ta về đây gặp nàng đó. Nhưng cha mẹ có biết chàng về đây không? Mà chàng đã ăn uống gì chưa? Hay là để em đi thổi cơm nha? Thôi được rồi, ta đã ăn trên đường về đây. Với lại giờ này nàng đừng làm phiền cha mẹ thức dậy, kẻo không chúng ta bị la mắng đó. Ta nhớ nàng quá, cho nên về đêm khuya như vậy cho thỏa lòng nhớ mong. Khi nào mà gà gáy, ta lại lên đường đi học tiếp. Nhưng nơi chàng học cách đây 2 ngày đường, làm sao chàng có thể đi kịp? Nàng đừng có lo, ta đã xin phép thầy rồi. Với lại ta đã giấu cha mẹ, nói là học ở nhà thầy Huấn Lê, cách đây chừng 10 dặm, để tiện thể lâu lâu về đây ghé thăm thầy. Nàng xem như không biết gì, đừng cho ai biết hết nghe. Từ đó, chồng cứ vài 3 ngày lại về thăm vợ một lần. Người vợ thì yêu chồng nên kính tiếng. Vì vậy, trong nhà ngoài ngõ không ai biết. Cứ như vậy cho đến nửa năm. Con có trong phòng không con? Dạ. Dạ, mẹ vào đi mẹ. Con. Dạ, con chào mẹ. Con với mẹ đó, mình đi chợ đi con. Hôm nay nhà mình có khách quý nè, phụ với mẹ ăn tay làm cho nó mau mau nghe con. Dạ, con biết rồi. Ý, khoan đã. Dạ, sao nét mặt con xanh xao quá vậy con? Con có bị bệnh gì trong người không? Hả? Nói mẹ biết đi. Dạ, không sao đâu mẹ. Chắc là tại hôm qua con ngủ không được thẳng giấc, cho nên sáng nay con thấy người hơi uể oải thôi. Không sao đâu mẹ. Nhưng mà nói gì nói á, hai mẹ con mình đi chợ
sẵn ghé qua thầy Lan á, bốc một thang thuốc để con uống á, nó bồi dưỡng với lại định thần lại, nghe không con? Chung thôi dạ. Chồng con về á, thấy á con xanh xao vàng giọt gì rồi mất công nó nói mẹ không biết thương dâu nữa. Đi con. Cái gì đây con? Trời, sao có áo đàn ông trên giường của con vậy? Mẹ ơi, áo này là của chồng con. À, mẹ nhớ rồi. Cái áo này mẹ mua giải mẹ may cho nó chứ đâu. Dạ. À, mẹ biết rồi. Chắc có lẽ con nhớ chồng con quá, con ngủ không có được, cho nên con lấy cái áo của nó còn để dưới gối để lấy hơi chồng ngủ được, phải không? À, thôi đi con, đi chợ thôi, thôi kẻo trễ đó, tan chợ đó. Dạ. Ừ. Đi con. Mẹ đi trước đi, lát con ra liền. Ờ, đi đi liền đi con. Ông uống thử cái trà này nó có thơm không ông? Trà thơm đó bà. Ông bà ơi, ông bà coi ai về nè. Trời ơi. À, con mình về bà ơi. Con tôi về rồi. Trời ơi con trai. Mẹ mình về bà ơi. Dạ. Trời ơi con, sao con ốm quá vậy? Bộ học nghề cực khổ lắm hả con? Mẹ khỏe không? Khỏe. Nhờ thầy cho phép tao mới về ngay gặp nàng nè. Nàng biết không, nửa năm rồi đó, nửa năm rồi, nàng có nhớ tao không? Tao nhớ nàng lắm. Ơ, ủa em thế, chàng nói cái gì vậy? Không có thầy mẹ ở đây, chàng cần gì phải làm như vậy? Nàng sao vậy? Nàng không vui à? Lâu rồi không gặp tao nàng không vui sao? Chàng cứ giỡn hoài à. Ơ, cách đây mấy hôm chàng lại về đây. Mình có xa cách gì đâu mà đon đã mừng rỡ. Này, cái gì? Nàng nói vậy là sao? Cách đây mấy hôm. Nàng nói cái gì vậy? Nếu như ta không nhầm thì ngày mai mới đúng nửa năm trời ta về đây. Tại sao cách đây mấy hôm ta về đây hồi nào? Vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Chàng nói sao? Thật sự là nửa năm rồi chàng mới về đây. Phải. Nè, nàng ơi, có chuyện gì vậy? Kể cho tao biết chứ. Con nó sao rồi? Dạ, vợ con ngủ tiếp đi rồi. Con à, mẹ thấy mặt mày nó ủ rũ dữ lắm đó con. Con à, canh chừng vợ con đi, kẻo nó quyên sinh á thì khổ đó. Ây trời, ai đời một cái gã yêu tinh mà nó đổi lốt thành chồng mình thì làm sao nó biết nó đề phòng được chứ. Dạ con cũng biết vậy, nhưng con chỉ lo ngại mai này con lên tỉnh đi học lại, vợ con lại xảy ra như vậy tiếp. Không ấy hay là... Không được. Dạ. Chuyện học hành không thể bỏ dở được. Mẹ con đã thỉnh bùa về treo trước cửa rồi. Hễ đêm khuya mà có ai lén vào phòng đó, vợ con hét to lên để cho gia nhân nó xông ra nó trói lại. Thank you.
Nhớ ơi, nhớ ơi, nhớ ơi, ta nè, nhớ ơi, ta nói chuyện với nàng rồi nè. Nhớ ơi, nhớ ơi. Cha mẹ ơi, cứu con với, cha mẹ ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Yêu tinh, trói nó lại thật chặt để con nó biết là trốn thoát. Đâu có đâu, con trai của mình mà. Con là con của cha mẹ nè, cha mẹ kêu người bắt con vậy? Đúng rồi, là thả ra, đừng làm cho cô chủ đau, thả ra máu. Khoan đã, giữ lại. Khoan đã, cha mẹ à, hồi sáng này chồng con mới lên tỉnh, thì làm sao bây giờ có thể về đây kịp được? Đúng rồi, nó mới đi hồi sáng mà. Em ơi, anh lên tỉnh nhưng lòng anh nghĩ tới em, anh cứ sợ đâu vợ của anh gặp chuyện gì đó, cho nên anh mới chạy về đây bắt con yêu tinh đó, không được làm hãm hại vợ anh. Nhưng không ngờ anh vừa mới vô đây, mới mở cửa ra em đã hét toáng lên và kêu người bên bắt anh. Vợ ơi, chồng này, vợ ơi. Không, cha mẹ, con nghi người này không phải là chồng của con. Người này chính là yêu tinh đổi lớp người, lừa dối mình đó cha mẹ à. Kìa, nàng, tại sao nàng nói ta là yêu tinh? Ta là chồng của nàng kia mà, chồng của nàng đây. Làm sao đi ông? Nếu muốn biết rõ thật hư đó, thì sai gia nhân á, lên tỉnh kêu thằng con mình về. Đó, lúc đó đó, thì sao định đoạt cũng được đó bà. Cha, con là con của cha, hà cớ gì cha không tin con? Con e rằng, nhân dịp này, con yêu tinh đội lớp người làm sao nhậu gia đình ta? Đúng rồi đó ông nhìn kỹ đi, đây là con trai của mình đây nè, nó đúng là con trai của mình đó. Trước khi trắng đen chưa rõ, tôi cũng không dám quả quyết y là con trai của mình hay không nữa. Bây giờ ngươi mau lên tỉnh, nói với cậu về gấp cho ông dạy việc. Dạ, con đi nhanh lên. Cha ơi, mẹ. Em ơi, nhỏ ơi. Dạ được không bà, cậu đã về. Cha, mẹ, vợ. Trời ơi, hả? Con trai tôi về rồi. Ủa, nhìn con đây. Người này là ai? Yêu tinh, ngươi thật là xảo quyệt, dám đòi lốt mệnh đài của ta, làm điều săn bẫy à? Ngươi mới chính là kẻ giả danh để gài gắm vợ của ta. Đồ gian trá, ngươi mới là yêu tinh, ngươi hãm hại vợ ta, gia đình ta. Buông ra. Cậu, cha mẹ, chả lẽ cha mẹ không nhận ra con của cha mẹ sao? Ngươi đừng lớn tiếng ở đây, ai là cha mẹ của ngươi? Vợ ơi, không lẽ nàng không nhận ra ta sao? Ta là chồng của nàng đây. Đồ xảo trá, dám dụng người bừa bãi để qua mặt vợ ta sao? Vợ ơi, anh mới là chồng của vợ đấy nè, vợ không nhận ra anh sao? Ngươi được yêu tinh đội lớp, không phải là người. Ngươi mới chính là kẻ ngầm mắt của ngươi. Đừng lớn tiếng ở đây. Thôi, hai ngươi đừng tỏ tiếng nữa. Ôi trời ơi, trời ơi, tôi biết tính là sao bây giờ ông. Hai người nó giống nhau như là hai giọt nước gì đó. Tôi là người mang nặng đẻ đau, mà tôi cũng không biết thật hư như thế nào nữa. Bà bình tâm đi, chuyện này chỉ có một cách là trình lên quan trên để cho quan trên tra xét, lúc đó là kẻ giả mạo sẽ lòi ra đuôi cáo. Yêu tinh, ngươi thật là to gan, dám lộng giả thành trơn để hãm hại người vô tội. Giữa thanh thiên bạch nhật, chúng ta thực đổ trắng thay đen. Nhưng có ta ở đây, ngươi đừng mong tác oai tác quái, hãy mau hiện nguyên hình để chịu tội. Kìa, còn không mau hiện hình đi. Ta có phải yêu tinh đâu mà phải hiện hình. Cấm miệng. Dạ, dạ thưa quan, hai người giống nhau như là hai giọt nước, không thể nào phân biệt được. Ngay chính tôi nè, tôi là mẹ đẻ mà tôi còn không phân biệt nữa là. Bà là mẹ, chắc bà phải biết con trai mình có một đặc điểm gì từ hồi nhỏ, để bà nhận dạng ra nó chứ. Đúng rồi. Trời ơi, quan nhắc thì tôi mới nhớ. Khi mà tôi hạ sanh thằng bé ra, tôi thấy được thằng bé nó có một nốt ruồi son nằm bên phía vai phải của nó. Đúng vậy không ông? Nhớ rồi. Bà còn nói với tôi cái nốt ruồi này là nốt ruồi phú quý đó. Đúng rồi ông nó ơi. Nó giống tôi mà tôi không nhớ sao được. Giống sao được.
ông nằm bên dây trái, nó nằm bên dây phải. Dạ, cái nút ruồi son nó càng ngày càng đắm, không bao giờ phai lạc. Bây giờ có đó để làm bằng chứng đó Quang. Dạ. Quân đâu? Lột áo cả hai ra xem. Nếu ai mà có nút ruồi son bên dây trái thì đích thị là con của ông bà bá hộ đây. Dạ dạ dạ, dạ phải, dạ phải. Dạ dạ, dạ phải, dạ phải. Có nút ruồi rồi mẹ ơi. Con mình bà ơi, nút ruồi kìa. Dạ. To gan. Người này có nút ruồi son bên vai phải thì chính là con trai của ông bà phú hộ đây. Còn ngươi yêu quái phương nào, mau hiện hình, đừng dạ để ta dùng nhục hình. Dạ, quan cho tôi lắm. Quan ước gì? Dạ, tôi cũng có nút ruồi son trên vai phải. Trời ơi ông ơi, nút ruồi kìa ba. Nó cũng có nữa. Vậy sao đứa nào cũng có nút ruồi vậy? Đứa nào là con của tôi đây? Trời ơi ông ơi, tôi chết rồi, đứa nào là con của tôi đây? Làm sao tôi biết? Quang ơi, giờ làm tất sao? Tất cả im lặng. Ta đã có cách. Bây giờ giải hai tên này lên kinh thành diện kiến đức vua. Mong rằng thiên tử sẽ có cách tra ra chân tướng vụ án này. Đúng rồi đó. Đúng rồi mẹ. Ờ, đúng rồi con. Đích thị trong hai có một ma quỷ giả dạng. Nếu là người sinh đôi thì không thể giống nhau thần dị đến thế. Nhưng ta có cách phân biệt đâu là người, đâu là ma. Vậy thần mạn phép xin được hỏi hoàng thượng sẽ làm cách nào? Ma quỷ là vật vô hình, ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua không để lại bóng. Ta sẽ cho chúng đứng giữa sân rồng. Kẻ nào không có bóng thì chính là ma quỷ hiện hình. Có phải nhà vua đang điều tra vụ án của gia đình phú hộ họ Lương đúng không? Trong hai có một kẻ giả dạng nhưng không phải là ma quỷ,
mà đích thị nó là một con chuột già sống lâu năm thành tinh, lửa, nước, đồng, sắt không thể nào làm hại nó được. Bùa chú cũng mất linh nghiệm trước nó. Chỉ có một cách, nhà vua phải lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, mượn viên ngọc mắt mèo mài ra mới trừng trị nó được. Nhưng trước hết, nhà vua phải nghĩ cách để nó tách khỏi lớp người và hiện nguyên hình tinh con chuột. Xác con chuột tinh này đấu thành cho quăng xuống sông cho ta.